Câu hỏi đầu tiên của vị Lisa Hương ở Hà Nội. Thưa thầy, một người thường làm từ thiện với số tiền lớn nhưng số tiền đó là do người này tham ô hoặc hối lộ, làm việc bất chính mà có, vậy người này sẽ nhận được ác đức hay phước đức ạ? Lặp lại. Người này thường làm từ thiện với số tiền lớn nhưng số tiền đó là do người này tham ô, hối lộ hoặc làm chuyện bất chính mà có được. Vậy người này nhận được ác đức hay phước đức ạ? Công đức từ thiện hả? Từ thiện là phước đức. Nhưng mà nên nhớ rằng tội phước cái nào ra cái nấy. Anh ăn tham ô là nó xử theo tham ô, còn anh làm phước thì nó có cái phước. Luật thế gian nó là vậy, chứ bằng thiện ác nó rõ ràng. Anh tuy là cái số tiền anh lấy của người ta, nhưng mà anh làm từ thiện thì anh có phước bên từ thiện. Còn anh lấy cái bên cái của người khác là anh trả nợ vì cái tội ác của anh. Đâu ra đấy? Có nghĩa là nếu mà ác nhiều anh thụ hình trước nha, khi nào xong rồi trở qua để hưởng phước. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con học pháp môn Thiền tông, cố gắng tạo công đức. Vậy khi có công đức, thần Kim Cang có báo cho con biết hay không ạ? 3 ngày trước đó, trong lúc ba không đang trả lời không nói, nhưng mà 3 ngày trước, 3 ngày trước khi mình mất thì sẽ báo. Rồi con hỏi tiếp đi. Công đức bị bôi đen và công đức nhuộm đen thì giống hay khác nhau chỗ nào ạ? Bôi đen nhuộm đen cũng vậy thôi, giống như gì? Là vì cái thế giới vô hình ta sử dụng bằng điện từ âm dương, còn ở thế giới hữu hình ta gọi là sơn đen sơn trắng. Thấy không? Rồi câu hỏi hỏi tiếp đi. Trong các kinh sách Đức Phật cũng có dạy nơi trái đất này là ngũ thú tạp cư, vậy các thầy cố tình không hiểu hay là họ cố tình làm sai ạ? Vì ham lợi ạ. Ở thế giới vật lý này nè, nó đúng ra là ta hiểu hết chứ không phải không. Vì trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng, nhưng mà có một điều người ta không muốn hiểu. Thì mục đích người ta muốn lừa cái người mà không hiểu để người ta lấy tiền. Thấy không? Chứ đúng là Đức Phật bây giờ nói nè, người vô tu mới vô sở di thôi, ai cũng biết trái đất này là ngũ thú tập cư hết. Ai cũng biết. Nhưng mà người ta cố tình không giảng giải cái này. Để chi? Để nó dần dần rồi bắt đầu nó đem cái đạo khác vô. Đạo Phật làm gì có giữ cúng mà đem cái đạo khác vô cúng. Đạo Phật đâu có giữ tụng mà đem cái chuyện khác vô tụng. Ý là người ta muốn làm để bài vẽ ra để mà kiếm tiền thôi. Bây giờ tôi nói thiệt, sau trước giải phóng và sau giải phóng khoảng 15 20 năm, không có cái đám tang nào mà cái ông Phật thích, ông Phật A Di Đà kẹo trển đưa đi cũng có. Ông Phật A Di Đà không có làm mướn cái chuyện này đâu. Đắp Phật rồi còn lấy làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Mấy ông thầy bày ra để chi? Để ông Phật lớn, ba ông, bốn ông đưa đi nó có nhiều tiền. Nó trang bị một cái này để mà lừa gạt cái người, gia đình người chết. Chứ làm gì có cái chuyện này. Không phải ông Thái tử Tất Đạt Đa đó, bỏ cung vàng địa ngọc đi ra đi đưa đám ma. Theo mình thấy không có đúng. Nhưng mà người ta bày ra để người ta tìm cách móc tiền của người. Bởi vì khi mà gia đình người ta mất, người ta không còn sáng suốt. Ai bày cái gì cũng nghe. Mà thứ nhất bày để chi? Cái bà kia bà chết, bà đi bốn cái xe Phật. Đây tôi thuê 10 cái lại cho nó hơn. Tôi thấy tôi với thằng Khánh đi lên trên Đà Lạt đám tang của một ông hòa thượng, mà 3 ngày 3 đêm hết đoàn này tụng tới đoàn kia tụng liên tục. Thấy không? Để cho biết rằng ông này có phước này, đi về Phật giới. Trời, nó có 1.000 cái đoàn nó cũng chết là cũng theo cái nhân quả chứ không chạy đường trời nào trò trơn. Một vị hòa thượng mà còn vậy thì hỏi chứ làm sao. Rồi còn cái tinh hoa đạo Phật nó nằm ở chỗ nào? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, tại sao không khai thác cái này?
mà lại khai thác cái cúng tụng lại lục cầu sinh. Nó quan cho ông Phật Thích Ca. Vì thế mà ông mới truyền cái thiền tông, đi theo dòng thiền tông để đến đời mạt tượng pháp công bố ra chuẩn hóa đạo Phật lại. Cái này nó có lý do vậy chứ không phải là tự nhiên ông giao cho bà Long Nữ đi ra thì nói chuyện này, không có chuyện đó đâu. Bởi vì ông biết rằng thời mạt pháp đệ tử ông làm sai thì ông phải nhờ người chuẩn lại, mà chuẩn bằng cái pháp môn đạo Phật thiền tông đó. Mình phải hiểu cái thế gian này nó vậy chứ không phải tự nhiên là bây giờ cái chuyện bởi vì nó thì một năm mười năm nó đã sai rồi, chứ không mấy ngàn năm là sao còn đúng được nữa. Mà trong cái đạo Phật nó có sáu cái giáo lý, mà tại làm sao không có cái pháp nào mà dạy cái giáo lý hết, nó mới khổ vậy. Giáo lý là cái căn bản của một cái đạo Phật, một cái đạo, mà anh cái dạy đạo mà không có cái, anh không có cái căn bản làm sao anh dạy người ta được. Đó. Thôi con hỏi tiếp đi. Trong cuộc sống con thường gặp những điều khó khăn hoặc những chuyện oan ức. Cứ mỗi lần như vậy con thường kêu Bồ Tát giúp đỡ. Như vậy có ảnh hưởng đến việc con giải thoát hay không ạ? Đó là con đi vào thế giới vật lý rồi. Thế giới vật lý mà con kêu vậy thì cái giải thoát con khó mà tìm cái công đức được. Bây giờ tao nói là tất cả trên thế giới này nhân quả đến tiếp nhận, tôi không có kêu ai cứu tôi hết rồi, thì mới đúng là con người gan dạ. Trên thế giới vật lý này anh giật người ta 10.000, anh phải trả người ta 10.000, chứ không có bắt đầu giật người ta được mà khi mà ta đòi lại cái kêu Bồ Tát ủng hộ, không có được. Cái này không có được, thế giới này không xài cái chuyện đó, Bồ Tát không làm cái chuyện đó đâu. Mà nếu mà có làm á thì ai, mấy ông thánh giúp á, rồi bắt đầu nó đi sai lệch đi. Cái đất này là ngũ thú tập cư mà làm có chuyện gì, Bồ Tát vô đây mày cứu, mà cứu mấy cái ông cái ông mà đi giật hụi, thế không được. Mày phải hiểu thiền tông vô phải nói rõ ràng sống như thế nào, nhân quả thế nào, tôi trả đàng hoàng, tôi dai anh bao nhiêu tôi trả hoàn toàn, cỡ nào tôi phải trả là mới đúng là người tu thiền tông. Chứ tu thiền tông hoàn toàn không có nhờ cậy ai hết. Phật vô gặp ổng tôi còn giết ổng mà huống chi mà tôi nhờ Bồ Tát. Thiền tông gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma mới đúng là người thiền tông. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có nhắc đến hầm lửa lớn. Vậy các thầy đọc kinh sách có hiểu được hầm lửa lớn là 10 tỷ năm hay không, mà các thầy cố tình làm sai triệt phá pháp môn thiền tông ạ? Nói đúng ra đó, có nhiều thầy biết nhưng mà không giải thích. Rồi bây giờ có người thầy biết nhưng mà muốn bỏ qua. Ai vô đạo Phật mà không biết chùa nào đang, chùa nào phải bán kinh Tứ Thập Nhị Chương? Chùa nào cũng bán hết. Tứ Thập Nhị Chương là gì? Vì dạy cúng dường á. Mà tại sao đem ra cúng dường cái kiểu này thì rồi ai cúng cho mình? Vì thế mà phải lờ đi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có bán, tất cả các chùa đều có bán, nhưng mà không ai dám mua. Mà chỉ mua là Phật tử mua thôi nha, còn mấy ông thầy không dám mua. Mua một cái là trưng bày đem ra, chứ anh chỉ cần ngồi đó anh giảng về cúng dường theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức khắc một năm không có một đồng, chứ đừng nói một ngày. Mà tìm làm sao tìm cho nổi một cái ông đạo nhân vô tu vô chứng mà cúng. Thời buổi này tìm được cái ông đó không? Làm sao tìm đây? Như thế mà ta phải lơ đi thôi chứ. Ai không biết là đạo kinh Kim Cang, lấy sắc âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo. Tứ như thấy ông Phật mà quỳ xuống lại là ông là ông là tà đó. Rồi sao ai dám? Mà ông nói vậy rõ chứ đâu phải mà ông giấu giếm gì mình đâu. Mà tại sao mà không dám tu đạo Phật, là tại sao không dám giải thích tất cả những cái gì mà Đức Phật đã dạy? Phật đâu có giấu mình đâu, mà tại mình đứng ra giảng. Bây giờ này, đạo Phật căn bản là giác ngộ giải thoát, mà quý thầy đi đây đi đó nước này nước kia giảng, có khi nào giảng chỉ giác ngộ không? Đừng nói giải thoát, chỉ giác ngộ là hiểu biết đó. Hiểu biết là con người anh là mấy thứ tánh anh, rồi mỗi tánh là cái gì đậu nhiêu đó thôi.
Nếu mà cái đó đâu có cần học 5 tháng, 10 tháng gì đâu, học trong vòng 15 phút biết hết. Con người có hai thứ tánh, tánh Phật 4 thứ, tánh người 16 thứ. Nhiều đó thôi là anh đủ phá vỡ cái vô minh của con người rồi. Không cần gì phải, không cần phải gì phải mà học năm này tháng kia rồi, bằng này bằng kia mất công mệt lắm. Thấy không? Bây giờ anh tiến sĩ học để làm gì? Không, mấy năm trời mà ra giảng hỏi giác ngộ gì không biết. Trời sao? Để làm cái gì? Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nó nói cho rõ ràng lợi tất cả những gì mà hiển hữu trên trái đất này. Và vô hình như thế nào, hữu hình như thế nào, nhiệm vụ như thế nào. Thiền Tông ra đời có cái nhiệm vụ này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Một ngày khi con đọc kinh An Vị Phật và nghe Quyển Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông thì con có phát ra bài kệ: Đường về Phật giới không xa, xa vì cái tưởng ở trong tánh người, lanh quanh trong nẻo luân hồi, mỏi mòn chòi hụp con hoài cứ đi, nhận được Huyền Ký Thích Ca, con mừng con khóc đây rồi nẻo ra. Phật là ở chính trong ta, nghe thấy nói biết con đà nhận ra, bỏ đi 16 tánh người, tánh Phật thanh tịnh sáng đường về quê. Biết tạo công đức con về, pháp trần lời dặn đường về con ri. Quê xưa Phật giới an bình, giác ngộ giải thoát buông dừng dứt thôi. Bây giờ cái vị này có truyền bí mật Thiền Tông chưa? Nếu chưa làm nạp vô ban kiểm thiền, chắc chắn là sẽ đậu. Một bài kệ này chắc chắn là sẽ đậu về cái đạo Phật Thiền Tông và được truyền thiền, không cần kiểm nhiều. Đây là cái bài kệ rất hay, nói lên được cái tinh hoa của nó. Thì còn những cái bài kiến giải hay là cái kia là chuyện phụ thôi. Mà quan trọng nhất là cái bài kệ mà xuất phát từ từng đáy lòng của mình, nó phát ra được cái này. Đây là cái lực trung thực. Thì nếu mà chưa truyền thiền thì làm hồ sơ nạp lên cho ban kiểm thiền. Ban truyền thiền người ta sẽ chọn cái ngày ta truyền thiền cho mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật nhãn và tánh thấy của tánh Phật khác nhau ở chỗ nào ạ? Ông Phật thì nó có 4 thứ tánh, tánh thấy là Phật nhãn. Có khác gì đâu, nó chỉ nói cái danh từ thôi. Tánh thấy của Phật, rồi Phật nhãn. Phật là gì? Là cái thanh tịnh, chứ nhãn là nhãn cái Phật thanh tịnh. Còn thấy con mắt bằng tánh Phật thanh tịnh, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà có một cái là nó giải hơi rộng chút, một cái giải tắt một chút vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con tạo công đức để mong trở về Phật giới, thì công đức của con có bị ông thần bôi đen không ạ? À? Mong là bôi liền, đừng có mong tạo công đức để yên vậy. Mình mong là mình chấp ngã rồi, phải không? Tôi tạo công đức cách bình thường thì sao? Nếu mà con không chấp ngã thì cái lực quy luật nhân quả luân hồi trên trái đất này là âm dương. Công đức nó không âm không dương mà nó phá hai cái này, bắt buộc thần phải đẩy ra, không thế giới không quay ở được. Còn muốn ở đây thì tôi phải bôi trong ở sống, phải không? Nhưng mà nên nhớ rằng đừng tạo cái công đức, đừng có chấp việc cái đến đúng ngày. Thí dụ thần biết mình 80, 90 tuổi chết rồi, tới giờ chót ông để cho mình tạo rồi mình đi ra. Rồi trong khi mà mình tạo rồi mình phát được cái âm vang của cái lời dặn dò thì ông Phật cho mình thoải mái. Còn cái ông cô hồn không dám thử mình, không lại gần làm sao thử. Mấy cái cô hồn cũng gọi là âm, thấy cái dương đó nó chịu không nổi, nó không dám, nó không dám lại gần, thì làm sao nó có chịu làm qua tiêu. Qua tiêu là nó lấp la lấp lửng để nó thấy, còn bây giờ nó sáng trưng rồi qua tiêu làm sao xuất hiện được. Thành ra thôi đi ra tự nhiên. Mà cái qua tiêu của Phật thật, nó không có ngại gì, nó không có sợ gì ở trong thế giới vật lý này, thì đi về tự do. Đó, bây giờ Thiền Tông mà từng ta nói rõ ra rồi để mình biết rằng vì sao mình tu nó không có sai, chứ ban đầu cũng không dám. Tại sao ban đầu không dám cái này? Là vì người ta ăn cắp.
ông Phật viết. Tôi nói là một cái ngày tôi viết cái quyển số 1 ra, mới xuất bản ra bán 4 ngày sau có ông thầy ông lấy ông đem ra ông dán tên ông luôn đó, đem xuất bản photo rồi ông xuất bản này của tôi. Mà ông khi mà lương lẹo mà không biết đổi hình, chứ không đổi hình thì mà ông đến làm thế này, ông đến ông xin xuất bản thì cái ông xuất bản tôi không nói ông nào, nói nó mít lòng. Ông nói cái này có người xuất bản rồi thì không được này, thì ông đưa ra một cái bài của ông luật sư. Ông lại ông nói với ông luật sư á, này ông ơi, cái bài này là của tôi viết mà ông Nguyễn Nhân ông viết không, bây giờ ông ấy đưa đây tôi ra kiện ra tòa liền. Ông đưa hết hồ sơ cho ông này, thì ông này nói thôi bây giờ tôi đi xuất bản trước đi, rồi tôi nếu còn sao rồi tôi mới đi đưa ra luật sư kiện ở ra tòa kiện. Thì nhà xuất bản nói bây giờ thì thôi bây giờ đó ông cứ đưa ai tôi không biết, nhưng mà nên có một điều là nếu mà ông có nói vậy thì đương nhiên cái này nó có tranh chấp, mà tôi đưa cho tờ giấy ông cam kết thì nếu về sau có ai tranh chấp thì ông phải ra tòa xử chứ tôi không xử, nghe không, tôi không chịu trách nhiệm cái này, chịu không? Biểu ông giết, ông giết. Ông nói để tôi về tôi đánh máy chứ tôi giết tờ chữ xấu lắm, rồi trốn luôn. Nó vậy đó, trước mặt vậy đó. Vì thế mà tại làm sao hiện giờ nó có nhiều người nó đạo văn, tất cả những gì nó lấy ăn cắp rồi bây giờ nó ra nó xuất bản nữa. Rồi sao mà bây giờ nếu mà nói gì luật tòa án, nếu mà đi thư kiện tôi thua là sao? Tôi đâu có tu, ông kia ông tu, ông mới hiểu cho tôi đâu có tu mà hiểu mới viết cái này à. Trên lý thì tôi bị thua, trên thực tế là khác đó, thì vậy không? Có nhiều người chưa gì hết mà bởi vì tôi nói rồi. Vừa rồi Nguyễn Quyền ký ra 60% ông thầy nào ông thích Từ Thông nó thẳng luôn, ông nói của ông 40 giờ ông đang giữ này, của ông Nguyễn Nhân á, ông nói trước chứ tôi là tôi giữ gốc này nè. Nó nhiều người ở đây chính ở đây đổ xô đi tím ông, tôi đưa về cũng sách rồi tôi nói vậy đọc thử coi sao, ông viết cái gì đó ông nói đâu có viết cái gì đâu. Nó vậy mà trước mặt vậy đó, mà một vị kêu bằng Như Quyển Thiền Sư, lúc phải nhỏ rồi xưng mình là Như Quyển Thiền Sư, tôi nói thẳng luôn, bây giờ cái này tại in ra rồi có người đưa cho tôi thấy tôi mới nói, trước mặt vậy đó mà còn làm vậy hỏi thì chứ vừa tu mà hơn thua gì cái chuyện này. Tôi thì trung thực tôi nói ra bằng sáu pháp môn tu, đạo Phật là sáu pháp môn tu, ai muốn tu gì thì tu đi đâu thì rõ ràng đấy, mình là người tu không nên làm cái chuyện này, thấy không? Bây giờ tôi nói thẳng là bây giờ bất cứ ai mà cứ tham gia là tôi trực tiếp tôi nói hết luôn rồi này, mình tu đạo Phật mục đích là để giác ngộ giải thoát chứ không phải tu để đi ăn cắp của người ta làm chuyện này chuyện kia, đừng làm vậy, vì cái hậu quả nó cái này nó nằm ở trong cái hầm 10 lửa lớn này, vô đó ngã ở, đừng có làm vậy, vì có chút xíu này để lại lấy cái tiếng của thế gian mà phải chui vô cái hầm lửa lớn ở làm chi vậy? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tu theo pháp môn thanh tịnh thiền, khi cha mẹ hoặc anh chị em trong gia đình mất thì mình phải làm như thế nào ạ? Bây giờ tu sao con lặp lại à? Là tu theo thiền tông, khi cha mẹ hoặc anh chị trong gia đình mất thì phải làm sao ạ? Ai tu, cha mẹ tu hay là mình tu? Nếu cha mẹ không tu này, cha mẹ muốn gì làm y này, đừng có cãi bất hiếu. Mình tu thiền tông mình biết thôi, tự mình âm thầm mình đi về, không cần phải tổ chức một cái đám tang lớn đâu. Thấy không? Mình trước khi mình, nếu mà mình chủ gia đình thì mình dặn dò trong gia đình theo yêu cầu của mình thì được. Còn ví dụ mình tu là một chuyện khác, cha mẹ mình không tu là chuyện khác. Mình đến đây là đến bằng nhân quả, trả nhân quả xong rồi đường ai nấy đi. Con suy nghĩ thì ông cố, ông nội, ông sơ mình có khi nào chết thì có gặp lại không? Nó đi qua rồi thì thôi, nó không trở lại lần thứ hai đâu.
Đó, mình phải hiểu vậy, kêu bằng ông bà cha mẹ anh chị em đi qua rồi là thôi, đừng có ngồi đó mà tưởng tượng. Vì cái tưởng tượng này nè, rồi mới có cái chuyện cúng, rồi mới có chuyện trục vong. Nó tưởng tượng nó mới sanh ra đủ thứ, rồi mấy ông kia mới lường mình được. Chứ còn nếu mình không tưởng tượng đi, ông nói gì nói kệ không. Thấy không, mình đã học thiền tông, mình đã hiểu rồi. Trái đất này là ngũ thú tập cư, không có ai ban phước cho ai trong này hết rồi. Đó, mình muốn về Phật sáu nẻo luân hồi, muốn đi đâu thì đi, muốn về Phật giới có con đường ta chỉ cho mình về. Đó, mình phải hiểu cái sáng suốt của con người tu thiền tông đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con theo pháp môn thiền tông, ngày 28 và Tết có rước ông bà về dọn cơm lên bàn thờ cúng cửu huyền không ạ? Trước con là theo đạo Hòa Hảo, bây giờ là theo thiền tông ạ. Bây giờ mình làm chủ, thì nếu tu thiền tông làm chủ, mình theo cái phong cách thiền tông. Bàn thờ cũng trang trí đàng hoàng vậy thôi, nhưng mà tuyệt đối không cúng. Trái cây để đàng hoàng, không cúng. Thấy không? Còn nếu mà mình không phải là chủ thì gia đình biểu gì làm đây? Mình là chủ thì phải chủ động. Mình là không chủ động thì mình theo người ta. Đó. Nhưng mà lúc nào bây giờ mình không thể để cái bàn thờ mình là không có cây trái, cái này đi là chưng thôi, để cho người ta biết. Bà con lối xóm đến ăn Tết vậy thôi, cho biết vậy thôi. Chứ được. Ngày xưa mình không biết là cúng này cúng kia rồi mâm cao cổ đầy rước khác, bây giờ không. Nấu ăn, trái cây chưng dọn, đốt nhang dẫn đốt. Đốt để cho người ta xung quanh người ta thấy thôi. Chứ sự thật mình tu thiền tông là không cầu ai à. Đốt nhang là đốt, bốt để theo cái phong cách phong tục của người Việt Nam thôi. Đó, chứ đừng có lên đó rồi cúng tụng rồi làm đủ chuyện, đừng có làm cái chuyện đó. Đã mình hiểu rồi, với điều kiện mình là chủ gia đình. Còn mình mà phó gia đình thì chủ gia đình biểu gì làm đây, đừng cãi lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, giải thích rõ, khi học khi nào mà pháp trần chảy thì không bị lừa là như thế nào ạ? Bây giờ nè, tất cả những cái chuyện gì mà cái pháp trần, cái bài trở về Phật giới con học cho thuộc đi. Khi con mất ra thì cái văn vẳng của cái tiếng này nè, cái tiếng của đường về Phật giới nó cứ nói hoài. Giống như thế gian mà cái ông đó ca vọng cổ á, không? Ông không ca, nhưng mà khi mà ông tự nhiên nhớ cái bài vọng cổ nó chạy ra liền. Đó là cái pháp trần á. Còn khi mình về Phật giới, mình chỉ nhớ con đường về Phật giới một cái, nó xuất hiện liền. Xuất hiện cái đường, những cái lời dạy giờ của Đức Phật và đường về Phật giới nó hiện hết ra. Đó là cái pháp trần, là cái chỗ đó. Nó chữ pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Tất nhiên là mình ở đây, nếu bây giờ mình hiểu rằng mình có cái tivi á, ví dụ mình tắt một cái là nó mất tiếng, heo mà vừa nhích ra thì nó đã vô pháp trần trước khi nó đã có tiếng trong rồi, nhưng mà nó nghe ha. Muốn nghe phải mở lớn từ từ vừa nhập vào trong cái thế giới mà âm thanh rồi đó thì nó có tiếng, nhưng mà không nghe. Cái đó là gọi là pháp trần. Còn mình nhớ cái bài vọng cổ tự nhiên nó ca lên, mà mình đâu có ca, mà nó đâu có ca đâu, mà tự nó la. Cái đó là cái tự nhiên của nó, gọi là pháp trần. Chữ trần là nhỏ, pháp là cái tiếng nói. Đó là mình mới hiểu tại sao. Cũng như vấn đề mà tụi con đi thi, mà đi thi toán đi, cũng chưa hay bất kỳ con công thức gì con thuộc hết rồi, xin lỗi đưa ra cái nhìn vô liền, khỏi cần ngồi đó suy nghĩ bóp óc gì nữa không. Đó là như vậy. Cái những cái đó ẩn trong cái đầu của mình á, gọi là trong cái tàng thức mình nó phát ra thì nó không sai bất cứ cái gì hết, đó là pháp trần. Rồi con hỏi tiếp đi. Vì công việc làm ăn hàng ngày con vẫn cúng nhưng không vái lại, và khi cúng con thường hay mở kinh An Vị Phật và giải đáp thiền tông, như vậy có được hay không? Cúng này cúng cái gì? Cúng của hồn không mở được. Nên nhớ một điều, tất cả cúng là cõi âm không mở được. Có nghĩa là anh dọn cho người ta ăn rồi anh đuổi người ta, cái đó anh còn mang cái quả. Anh đừng có lừa người ta.
cúng cho tôi ăn mà nó không cho tôi ăn, nó làm sùm nữa, nó đâu dám đâu. Cái này nó dương mấy cái ông âm, ông làm sao dám lường, dám vô đó mày. Cái bài này nếu mà cúng, mà cúng cho cô hồn thì được, cô hồn mà cúng theo kiểu thiền tông thì được. Còn đa số cúng làm ăn ông bà cha mẹ là hoàn toàn không đường mở mấy cái này. Mở cái này là phá. Có nhiều khi cái phước nó không có mà nó có quả nó đến mình. Nó nói mình chơi sọ, chơi sỏ đó. Phải không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong nhà con có thờ Phật theo phong cách thiền tông. Thi thoảng con có thắp hương nhờ thần phước thiện giúp đỡ cho con việc tạo công đức thì có được hay không? Không được. Dễ giới này không có được. Mình làm là tự mình làm. Thần phước thiện không có bao giờ chờ. Thần phước thiện là ông lo công chuyện của ông. Tạo công đức do mình thôi. Không ông thần nào, ông cô hồn nào giúp mình đâu. Thế gian này ta không sợ, không giúp cái này đâu. Tự mình làm được thì người ta, thần Kim Cang ủng hộ mình thôi. Thần phước thiện là nó lo vụ phước thiện. Thấy không? Chứ đừng có chuyện mà bắt cái ông hải quân mà đi lên trời nhảy dù, không có được. Lính nào ra lính ấy, lính bộ binh thì đi dưới đất, lính hải quân đi dưới biển, lính không quân đi trên trời, phải ông nào ra ông ấy. Giống như mình, thế gian này như vậy, anh là làm cầu đường thì anh chỉ làm cầu đường, chứ anh không xuống sông, xuống biển được, cái nghề của người ta. Đừng có làm vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Những người tự tử có phải là do những người cõi âm suối bão làm cho mình u mê hay không? Và những người này khi chết họ đi về đâu ạ? Thường thường mấy người tự tử là đi xuống chứ không đi lên được. Là vì sao? Cái đó là do một là ông thần thực thi nhân quả. Tới giờ đó mày chết bằng chết cái gì là thần thực thi nhân quả. Mà thường thường tự tử là nó mất cái sáng suốt rồi, tùy đi xuống cõi địa ngục tùy theo. Nên nhớ do cái nghiệp mình đó. Có nghĩa đời này mình không có làm, nhưng mà đời trước mình làm. Giờ đến đây cái nhân quả này nó xong rồi, anh phải chết bằng cách này để đi xuống địa ngục trả cái nhân quả khác. Mấy cái cuộc đời của mình nó giải biết bao nhiêu cái nhân quả trong đó. Sau cùng cái đời này mà sau cùng mà tại cái nhân quả nào nó trồi nhất thì mới tiếp tục trả cái nhân quả đó. Thì bây giờ giống như ở trên cái YouTube đi, hát cái này xong cái kia nó nổi lên, nó nhào vô tao đó. Nó theo cái quy luật của nó. Thôi mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Đừng có trên thế giới này, khi mà đã tu thiền tông trước, nhưng mình phải hiểu được cái căn bản như thế này nè. Thế giới này là ngũ thú tập cư và tam giới theo quy luật nhân quả luân hồi. Bao nhiêu đây thôi, dùng trí tuệ sử dụng cái này thì người tu mới đúng được, còn không thì bị lừa hết. Bây giờ nên nhớ rằng trái đất này có ai giúp cho mình giảng sanh được không? Không ai dám. Tự mình muốn giảng sanh tạo phước đức đi lên. Giống như mình ở đây giờ làm sao tôi có cơm ăn, anh đi lao động chứ không đi xin người ta được. Khi thế thì vui lắm, người ta cho lần thứ hai ai cho mình. Muốn con còn ăn, tự phải đi làm ăn. Còn nếu già quá, nhà nước lo. Có vậy thôi, chứ đừng có ngồi đó bữa nay bài ra để mình xin này xin kia. Đừng làm, nó làm cái chuyện mê tín gì đâu. Trên thực tế, muốn làm, tay làm hàm nhai. Chứ không phải tay đưa ra mà có tiền mà nhai không được. Tay làm hàm nhai, hiểu căn bản này. Rồi câu hỏi tiếp. Khi giúp người một hai người hiểu về pháp môn thiền tông thì mình có công đức, hoặc phải giúp một hai người giải thoát được thì mình mới về được Phật giới ạ? Bây giờ nó căn bản ra là gì? Giúp người ta hiểu cái này gọi là có công đức. Một đơn vị đi, 10 người 10 đơn vị. Một người về Phật giới là 1000 đơn vị. Nó phải hiểu cái chỗ đó, đó. Mà nếu mà công đức ít nhiều mà anh đừng có chấp thì anh trở thành một kim thân Phật. Về bên đó kim thân Phật nhỏ thì anh cứ quay quẩn trong cái đất hoặc là một tiểu thiên thế giới thôi. Giống như mình ở đây, mình đi lính ở xã hay là công chức xã, được quyền trong xã thôi, chứ không đi qua xã khác được. Cao lắm.
thì mới làm công chức của huyện thì được đi trong huyện, trong tích tỉnh, đi được trong tỉnh. Công chức phụ trách quốc gia đi toàn quốc. Mình phải hiểu cái căn bản đó đó. Vì thế nó có lớn có nhỏ đó. Còn mình bây giờ Thiền Tông ra đời là nắm được cái này chạy về, ít nhiều không biết chạy về bển đi, rồi sau đó đó mình muốn tạo công đức bên đó đó, mình mới phân thân đi tất cả trong càn khôn vũ trụ. Nếu mà mình công đức vô lượng, kim thân Phật lớn đó, mà người ta gọi là Phật đại đó. Còn nếu Phật nhỏ thì thôi mình trong phạm vi nhỏ thoát ra được cái quy lực này, rồi về bển tạo công đức vẫn còn được. Vì thế mà tôi nói là trong cái càn khôn vũ trụ nào, dây nào cũng có công bố quyền ký, công bố thôi nha. Chứ còn cái mà Thiền Tông, bởi vì hiểu bây giờ này, cái Thiền Tông nó ra rời đây, nó 100 năm sau nó mới mất. Rồi bây giờ nó, thì nếu trong cái không gian, trong một trung đại thiên thế giới, giờ nào cũng, ngày nào cũng có cái người về Phật giới đó. Trái đất này về xong qua trái đất kia nha. Phải hiểu vậy. Bữa hôm vừa rồi cô bảo có tính đó, tôi nói là trái đất này 10.000 năm nó mất, 10.000 năm có một người về, có một tổ chức về, thì 6 trái đất là nhiều, thì 1.660 năm, mà nó một tiểu thiên thế giới thì nó sụp lại, bởi nó lên tới 6 cái, nó lên tới 6.000 cái rồi sinh 60.000 cái. Đó, một trong một cái đại thiên thế giới, ở bộ đại thiên thế giới ngày nào cũng có cái công bố quyền ký, mà trong càn khôn vũ trụ giờ nào giây nào cũng có đó. Thì nếu mình là Phật lớn thì mình phân thân bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này đi tạo công đức, bên đó tạo công đức dễ hơn bên đây, bởi vì bên đây là vật lý khó tạo, khó thoát ra cái quy luật này, ở ngoài kia dễ, bởi vì mình điều khiển mà. Bây giờ bởi vì tại sao hội ông Nhân Đăng ông độ ông Thích Ca, thì từ ở bển ông mới đấy, ông nhìn nghe ông này biết là ông có phân thân vô liền để ông giúp ông Thích Ca về bển nó dễ hơn. Còn bên này nói xin lỗi, mình đưa ông sách nó chửi vô mặt mình rồi sao, thành là phải về bển ít nhiều phải lo tạo được công đức chạy về bển đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con thường hay bị gói loạn điện từ và bị các loài vô hình đến quấy phá, và con thường hay mang theo máy bên mình mở an vị Phật suốt cả ngày. Con làm như vậy có được hay không? Xin Thầy chia sẻ thêm cách để con đối trị ạ. Mình đừng có làm vậy, làm là mang tối ngoài nó nói mình khùng. Cái ông nó khùng. Mình nên nhớ là mối đó là từ là bớt cái tưởng là tự động hết. Mà bây giờ mình nên nhớ một điều là mình rối loạn điện từ hay là rối loạn tiền đình. Phải nhớ cái câu này, rối loạn điện từ và rối loạn tiền đình là hai cái giống y chang. Rối loạn tiền đình thì có tăng ganin bỏ theo túi, nghe nó quay uống vô hết, có vậy thôi. Còn rối loạn kia là do mình tưởng tượng, mình ưa nhìn, ưa tưởng này tưởng kia là mới rối loạn điện từ rồi chỗ đó đó. Mình phải hiểu thế giới vật lý này, bởi người ta hiểu sai một cái chỗ này, tưởng đâu mà cái vậy đi khám bệnh chết luôn được. Mình phải thiết biết rằng mình rối loạn tiền đình là khác mà rối loạn điện từ nó khác. Nó phải hiểu cái này. Rối loạn tiền đình có thuốc tăng ganin mua về uống hai ba viên, nó giật thôi, nhớ ngày giật thôi chứ đừng uống qua nó xỉu luôn á, phải không? Còn rối loạn cái kia thì mình mới sử dụng cái thuật của phá âm, các kinh, các tinh, cái bằng kinh Thiền Tông, sách tụng Thiền Tông thì nó phá lực âm. Đó, mình phải hiểu tỉnh trị bệnh này là gọi là trị tâm bệnh á, cái này gọi là trị tâm bệnh. Là do mình sao? Thứ nhất, mình làm việc quá mức. Thứ hai, mình tưởng quá nhiều. Tưởng quá nhiều nó mới sanh cái bệnh này thôi. Đừng có tưởng làm sao có cái bệnh này. Rồi hỏi tiếp đi. Người có công đức thì vẫn phải trả nhân quả nơi thế giới vật lý này xong mới được trở về Phật giới, có đúng hay không ạ? Nói thầm bậy. Là đức trọng quỷ thần kinh ai thực thi nhân quả con? Bây giờ con mà kêu bằng ác cỡ nào mà con có công đức rồi, thần với thánh mà thả con rồi thì làm sao? Thì con tự con về, ông Phật dẫn con về.
Vì thế mà khi về vào trong trung tâm vận hành thì cái ác đức và phước đức nó bay hết, nó bay trở về trong nền công gia hết. Vì thế mà nãy có cái cô nói là nghiệp chướng bổn lì không, vô đó nó bay rồi mình thấy rõ ràng, thấy cái ác nó bay đi là đen âm đen thùi nó bay đi, thấy cái phước dương nó bay đi thì mình mới nhìn thấy được cái này. Có nhiều người người ta mới thốt lên nghiệp chướng bổn lì không. Có nhiều người cười, họ biết rồi cười, bởi vì đã học thiền tông rồi, biết rồi, không cần thốt nữa. Học thiền tông đã biết rồi thì thôi, họ biết và khỏe, sao tôi về lưu lạc đây mấy chục tỷ năm, thôi giờ tôi về mừng quá, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Bàn thờ thiền tông có được treo trong phòng vừa để ngủ vừa để làm việc hay không ạ? Bàn thờ thiền tông phải để riêng chứ được. Nếu mà bàn thờ thiền tông á, mình nhà mình nhỏ thì được, thấy không? Nhưng mà nếu có điều kiện nên nhỏ một thờ riêng, vì nó là tôn nghiêm, để chi, để cho nó trong sạch, thấy không? Về sau nó ấy, nếu mà trong cái bàn thờ mình không trong sạch thì thường cô hồn dẫn đi, mình coi chừng cũng lợi dụng, lâu lâu cũng hiện ông Thích Ca nó này Thích Ca thăm con rồi coi chừng. Rồi con hỏi tiếp đi. Con góp tiền vào để xây khu tưởng niệm được vô khu tưởng niệm được vô lượng công phước đức, vậy con có mở được một nước tịnh độ mới hay không ạ? Này thôi, này chịu mơ hồ. Bây giờ một vị Phật mà mở một cõi tịnh độ không phải đơn giản đâu. Làm con của ông vua đó 1200 lần, chuyên môn làm phước đức, con đi vào cái chương trình đó con mới làm được. Mà bây giờ con có làm vua, là con làm vua lần nào chưa? 1200 lần tích đức cỡ đó mới tạo không được. Còn ở dưới thế gian này, tôi xin lỗi ông buồn ghét, ông bỏ 20 tỷ đô cũng chưa chắc đã làm được. Mà mình ở đây có xin lỗi có vài ngàn bạc về làm con của vua, nhưng mà có nghĩa là đủ sức làm phước đức, mà phải có cái nguyện lực là 48 lời nguyện theo cái kiểu ông A Di Đà thì mới lập quốc tịnh độ được. Muốn lập quốc tịnh độ không phải dễ đâu. Bây giờ nên nhớ rằng bây giờ thì ông Bill Gates ông lập cái Microsoft, bây giờ mình bày đặt muốn lập Microsoft thứ hai gì, làm nổi không? Làm sao làm nổi? Đâu phải đơn giản mà thấy người ta ăn khoai giác mai đi đào, đừng làm cái kiểu này, muốn thôi lo chạy về bển đi. À, còn muốn mà ở đây mà lập quốc tịnh độ nên nhớ là không phải dễ đâu. Thôi mình lo liệu cơm gấp mắm, chưa về bày đặt đi mua cái hành tinh đi mua. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, một lần con đang nghe giải đáp thiền tông thì trong tánh Phật của con lưu xuất ra 16 câu như sau. Mạch thiền con nhận được rồi, hiểu được sinh tử luân hồi âm dương, biết mình từ chốn vô sanh vào trong tam giới lanh quanh luân hồi. Tánh người 16 lôi thôi, bắt con trồi hụp ở nơi ta bà. Đọc được huyền ký nhận ra, nghe thấy nói biết chẳng xa trong mình. Chỉ cần dừng dứt buông thôi, luân hồi sinh tử không lôi được mình. Con nay quyết chí trở về, tạo thêm công đức học thông đường về. Về quê ánh sáng vàng trong, sống hoài sống mãi sống trong yên bình. Pháp Phật dạy hết tử sinh, con mang trí mình phổ đến hữu duyên. Bây giờ cái bài này rất hay. Bây giờ muốn lưu lại thì bây giờ chùa người ta có cái bản quay á, đặt người ta quay để lưu lại chi, để ghi tên mình, để chi người ta lại người ta nghe, người ta đọc được, mình có công đức. Chính cái bài của mình phát ra, người nào đọc người đó có công đức, ở hoài công đức hoài, chừng nào chết cũng còn nữa, chết cái bạn này còn vẫn công đức có. Mình về Phật giới công đức nó chuyển phản về cho mình luôn. Không phải nhỏ đâu, giống như mình hưu rồi đó thì tiền hưu nó phải chạy về túi mình đó, thấy không? Chính những cái bài mà rất hay thì nên làm cái này, không bao nhiêu tiền, khỏi cần đi
đi vận động người này người kia chi cho nó mệt, thấy không? Vì cái này cái bản lưu lại, về sau cái bảo tàng nó lưu lại rồi người ai tới đọc, tự nhiên người ta cảm ngộ được thì mình công đức nó chạy về mình đó, chạy vô cái tài khoản mình đó, đừng có lo, thấy không? Người nào có những cái bài thơ nhưng mà ngắn thôi nha, đừng có dài, dài quá. Cái bài này ta cho chồng 30 câu trả lời thôi, chứ ta không cho lên, lên thì cái chữ nó nhỏ, nó không hay. Chữ nhỏ ta là biến đọc chữ lớn, nhưng mà chữ lớn á, đọc mấy câu mà người ta cảm nhận được là chắc chắn. Còn chữ nhiều quá, viết quá, nó không, nó là biến đọc là mình cũng không có công đức gì đâu. Chữ nhỏ, bởi vì chữ nhỏ lớn tự nhiên nó hấp người ta, bắt đầu vô câu là phải làm sao mà cho nó thu hút được người ta thì chắc chắn là công đức nó về, giống như quảng cáo á, thấy không? Làm sao mà vừa phớt bao nhiêu nhìn thấy là ta thích cái quảng cáo này thì tự nhiên mình bán được hàng. Còn cái mà những cái bài kệ mà vừa đọc qua nhìn thấy cái này ta thấy bên nó ít chữ, chữ lớn người ta dễ đọc tự nhiên, còn nó dài quá đó, nó đọc hơi mỏi miệng mỏi mắt cái thôi ta làm biến rồi. Con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con được truyền thuyền nên con vào trước 2 ngày, vào lúc giữa trưa con ngủ tại chùa, tại chùa thì trong lúc ngủ con có nghe tiếng của ai đó bảo con dậy đi. Vậy cho con hỏi đó có phải là vị thần gọi con dậy không hay là cô hồn ạ? Nó là tùy theo người chứ không phải ấy đâu. Thì trong đó đúng là ở trong cái trái đất này, nó nhớ sáng bên là mồ mả không, hồi xưa không ai dám ngủ đây, tôi mà nó còn quay tôi nữa. Tôi ngồi tôi ngủ mà nó lát nó tôi ngủ giỏng nó đưa tôi muốn đưa thoải mái thì tao đặng lực chọc quê nó bỏ nó đi chứ không biết cái bắt đầu hết hồn chạy ra la sùm tới. Mình biết cái tẩy rồi thì đừng có sợ vậy. Thế gian này khi nào thiền tông biết cái tẩy âm rồi, đừng có lo, chọc quê bỏ vậy thôi. Còn không có cái ngồi đó đấy. Còn bây giờ mình ở đây mình ngủ, nhưng mà sẽ chú ý cái chỗ này. Nếu mà nhìn được mặt thì mới hiểu ông thần với ông thánh khác. Ông thần cái mặt khác, ông thánh mặt khác. Đó mình phải chính cái người ngủ mà mình thấy vậy ấy, thì mình mới hiểu. Mình biết rồi, thần cái mặt nó khác, thần cái mặt dữ hơn, ông thánh cái mặt nó hiền hơn, có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, Đức Phật sanh dưới cội gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chết dưới gốc cây, việc này có ý nghĩa quan trọng gì với người học Phật ạ? Có sao không có. Thế gian đến thế gian này ổng xài dưới đó. Tôi đến tới đây và ở dưới gốc cây, tôi thành đạo dưới cây, tôi về dưới gốc cây. Có nghĩa là ổng buông hết tất cả những cái chuyện gì có thế gian này. Một vị Phật nó là vậy, chứ không phải vị Phật mà đẻ trong hoàng cung, không có phải chuyện đó. Đâu, Phật không phải một người tu ở trong cái villa, không có cái chuyện đó. Mình phải hiểu, ông Phật đến đây cách rất đơn giản, đi một cách rất đơn giản, không cần gì ở trên thế gian này hết. Con của vua đó mà còn vậy thì mới là thành Phật. Chứ không phải là nghe đó. Đừng có tưởng là mình sanh chỗ cao sang, mình là tốt, mà xin lỗi, mình là hưởng thôi, hưởng nghiệp phước thôi. Chứ làm sao một vị toàn năng toàn giác phải vậy. Tất cả những vị Phật, ba đời chư Phật đều y cái này hết, không cách nào thoát, và dạy cũng giống nhau, không có nào thoát qua được cái quy luật này hết. Rồi, con hãy tiếp đi. Thưa bác, theo thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2019 thì số người theo đạo Phật đứng thứ 2 sau đạo Thiên Chúa. Vậy cho con hỏi, có phải thời mạt thượng pháp đạo thánh phát triển cao hơn đạo Phật phải không ạ? Cái này mình không có tham gia vào chuyện này được, mình lo cái thiền tông của mình thôi, còn chuyện ít nhiều mình không có xen vô. Thấy không? Mình nên nhớ là cái thiền tông không có xen vô chuyện này. Ai tu thế nào thì của người ta, còn mình ở đây có nhiệm vụ là phổ biến thiền tông, còn không so sánh được, so sánh thì lạc vào cái chỗ mà hơn thua rồi, khúc đó là tôi tu đậu lớn, anh tu đậu nhỏ, gì cái chuyện đó là không được, thấy không? Thì
cho bác miễn trả lời cái câu này. Trả lời tất cả đây bây giờ là trả lời đạo Phật Thiền Tông. Cái gì trong đạo Phật Thiền Tông nói hết, hữu hình vô hình trên trời dưới đất nói hết luôn. Nhưng mà chuyện mà các tôn giáo khác đừng có rớ vô. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Lê Thị Liên ở Thanh Hóa có hỏi như sau: có một cháu trai mới 9 tuổi, rất ham đọc sách Thiền Tông, nhớ và thuộc lòng rất nhiều. Vậy cho con hỏi, hỗ trợ và hướng dẫn cho cháu để được truyền bí mật Thiền Tông thì có được hay không ạ? Không được. Cho cấp kêu bằng à, nếu mà muốn cấp yếu chỉ Thiền Tông là cha mẹ phải bảo trợ. Dưới 10 tuổi cha mẹ ông bà phải bảo trợ. Đồng ý ba cái dây rồi. Ông bà cha mẹ bốn cái chữ ký này được. Nhưng mà muốn truyền thiền anh phải lên trên 10 tuổi và cũng bảo trợ như vậy mới được. Để chi? Để tránh việc cái luật pháp nói là dụ con tôi vô tu, dụ cháu tôi vô tu, không được. Thấy không? Phải tất cả ông bà cha mẹ bảo trợ cái điều này, đồng ý cam kết rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu không có dụ mà tại muốn. Thấy không? Mà đây là sự thật là cháu nó có cái khả năng này. Đó thì chùa, về pháp lý chùa Thiền Tông Tân Diệu phải tuân thủ. Bởi vì nó là gì? Nó là đứa trẻ chưa có trưởng thành. Ông bà cha mẹ muốn thì ông bà cha mẹ làm cái đơn đề nghị chấp thuận với điều kiện phải có 4 chữ ký. Nếu trong 3 người đó mất người nào thì bỏ chữ ký người đó. Chứ không có ai, không có dụ ai tu cái niệm. Tôi nói thật, tuyệt đối Thiền Tông không tu kỹ cái này nhất. Là để xin tránh là cái gì sao, cái rắc rối gì sao về pháp lý. Con tôi mới 10 tuổi, 9 tuổi mà tại sao dụ nó tu? Là sao đây? Rồi ở trong ban quản trị trả lời sao về pháp luật đây? Nó đâu phải đơn giản đâu. Đó là mình, nếu trong đạo mình thấy rất tốt, nhưng mà về pháp lý không được. Pháp luật không chấp nhận cho mỗi mấy đứa nhỏ nó vô, nó đi tu. Muốn đi tu, cha mẹ, ông bà phải làm cái đơn đề nghị. Mà đề nghị xong rồi nên nhớ một điều, đem ra chính quyền thị thực giùm tôi, thị thực chữ ký luôn. Thấy không? Còn nó không có thị thực mai mốt rồi sao đây? Đó, cái về yếu này về pháp lý phải cho kỹ. Rồi, con hỏi tiếp đi. Theo lời thầy dạy về pháp trần, cô Nga ở Hải Phòng áp dụng cách bất niệm tự niệm đã có hiệu quả để làm một thẻ nhớ ghi lời dặn dò đường về Phật giới, rồi nghe đi nghe lại nhiều lần để nội dung khắc sâu vào trí nhớ. Khi không còn nghe nữa, tiếng nói vẫn tuôn đổ ra. Vậy làm như theo cách này có được hay không ạ? Được, tốt. Cái đó là giúp rồi, giúp ta. Đó là được. Đó là đúng chánh pháp. Đó là đúng chánh pháp. Mà nhiều người, mọi người hiểu được cái này thì mình có công đức. Đây là công đức thiết thực. Thấy không? Chứ đừng có làm mơ hồ, làm cái chuyện mơ hồ, đừng làm cái gì phải thực tế. Thiền Tông phải thực tế và thuận với pháp lý. Nhớ là thực tế và thuận với pháp lý, đừng có sai pháp lý. Bởi vì nguyên tắc có tội lại sát đất không tha, không tội chửi cha không bắt. Phải hiểu đặt cái điều này. Vô pháp luật phải đi theo đúng lần pháp luật, phải đi vậy mới được. Chứ nếu mà đi sai một cái là lên cái Thiền Tông là nó dẹp liền. Bởi vì anh chỉ cần sơ hở một chút xíu cái Thiền Tông bị dẹp liền. Bây giờ là mình nhớ nè, đâu phải là cái người mà thích Thiền Tông có 1/1000000 thôi, còn bao nhiêu là ghét Thiền Tông. Nói thật, nói cho biết vậy. Đi Thiền Tông phải đi qua phong ba bão tố dữ lắm mới đi qua được, chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà nên thứ nhất tu Thiền Tông phải trí tuệ và đúng luật pháp, đúng những gì mà luật pháp cho phép. Đừng có sai, đừng có làm sai cái luật pháp. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Bùi Văn Hoa có hỏi như sau là:
Trước kia con thờ Điện Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, nay con là Phật tử Thiền Tông, con xin giải điện, thì có ảnh hưởng gì đến việc tu Thiền Tông và giải thoát hay không ạ? Cái câu này không trả lời được. Nếu mà tôi trả lời thì nó vướng vào trong cái tín ngưỡng của người khác, tự mình xử lý. Tôi nói vậy thôi, thấy không? Bởi vì ngày xưa mình tu khác, rồi bây giờ mình bỏ rồi mà tôi là suối nữa thì không được. Tùy theo mình muốn làm gì thì mình làm. Hiểu Thiền Tông thì làm theo Thiền Tông, chứ đừng có suối tôi vô cái chuyện này. Tôi không có can thiệp vào cái này. Không có ai, không có suối ai bỏ đạo hết, mà không suối ai vào đạo Thiền Tông hết. Nó nhớ một điều. Cái câu hỏi này thì không trả lời được. Rồi chuyển qua câu hỏi khác. Người có yếu chỉ Thiền Tông do bị tai nạn lao động chết thì họ có trở về Phật giới được hay không? Cái này là do cái công đức của mình chứ. Nếu có công đức về thì mình về thôi. Cái này đâu làm sao có hỏi nữa. Tai nạn chết giờ. Bây giờ kia thiền gia của này hỏi chết có về được. Thiền gia, Phật gia và Phật tử là cái chuyện người ta cấp cho để sinh hoạt ở trên cái Thiền Tông thôi. Còn cái về Phật giới nha, là do cái công đức mình có là không, rồi biết con đường về là không, rồi có bị người ta lừa gạt mình không. Mình phải hiểu cái này chứ đâu có hỏi cái này được. Mà cái gì cái thật bây giờ tôi nói thì khi mà Thiền Tông nó nhiều rồi, anh không cần Phật tử, anh muốn về được, anh có công đức anh về được. Giống như bây giờ đi thi á, anh đi thi anh nên ra học chánh quy thì tôi thi được. Hỏi với tôi ngồi ở nhà tôi thi hàm thụ, mà bây giờ kêu gọi là thí sinh tự do đó. Hồi xưa người ta gọi là hàm thụ. Bây giờ anh vô thi thì bây giờ người ta nhận anh vô thi, anh làm bài đúng hết là đậu thôi. Đâu có cần gì cái chuyện mà chánh quy không chánh quy. Tôi cũng biết là vì nhiều người á, bây giờ 70 tuổi vẫn còn đi thi tú tài đó. Phải không? Đâu có vô cái trường, không lẽ ông già nhào vô cái trường tới... Có ông đó tôi biết đó, quen không? Từ 60 tuổi mà ông lên tới 70 tuổi mới thi đậu tú tài. Rồi sao? Ông đâu có học gì đâu. Mà ở nhà ông ngọ mò mò, ông ấy về mà tới hôm thu, nộp thu, thí sinh tự do. Ông đậu. Rồi sao? Thì bảo ông đậu lấy cái bằng cho nó vui chứ. Còn già là anh mướn ông làm gì nữa. Không? Ông làm cái bằng để là văn học để cho con cháu nó noi gương vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người được cấp bí mật Thiền Tông, họ đi các tỉnh giúp đỡ những người có duyên để hiểu được đạo Phật Thiền Tông, họ làm như vậy có được hay không ạ? Được mà không. Được là trong sáng, không vì danh vì lợi, đừng nên làm. Nên nhớ một điều, nó khó cái chỗ này. Thứ nhất mà anh đã cất bước ra đi rồi thì anh có cái ý đồ. Một là phe danh, thấy không? Hay là cái gì bên nữa đó, tôi cũng nói. Bây giờ nên nhớ một điều là thời buổi này là thời buổi văn minh rồi. Anh muốn độ người nào dễ ở, cầm cái điện thoại lên nói là đi tốn tiền còn nhiều hơn cái ngồi nhà. Mua cái thẻ là cái cạc mình nói con nào rẻ hơn. Thí dụ người quen thì mình cứ liên lạc với người ta thôi. Mình rỉ rả mình nói là rồi có nhu cầu gì mình gửi cho người ta. Bây giờ trước mắt nè, bây giờ nói mày thí dụ cái người ở Sài Gòn mà với Hà Nội, có quen Hà Nội, tôi có cái máy này nghe, chị nghe hay lắm, để tôi gửi cho chị, gửi đó phải hỏi còn nữa không, hay thì nó chính một người đó mà nó truyền 5-7 người khác thì công đức nó tăng thêm 5-7 cái ngách cái ngõ nó đi nó vậy, chứ cần gì phải đi nước đi tỉnh này tỉnh kia chứ cho nó mệt. Rồi khúc đó mà đi ra đó rồi, đi tới đó rồi nói người ta không nghe, rồi khúc đó rồi nổi sân lên, rồi sao? Ta tốn tiền còn nổi sân nữa, đừng lên làm. Thời buổi thủ tướng đó, thời buổi 4.0 ngồi tại chỗ điều hành khắp nơi. Ông thủ tướng ông có nói vậy, thời đại 4.0 ngồi tại chỗ điều hành khắp nơi. Nhưng bây giờ hồi xưa khác, bây giờ đã thế giới văn minh rồi thì phải sử dụng bằng cái văn minh. Thế giới cao rồi thì phải dùng cái trí tuệ cao.
đừng có ngồi đó mà cầu xin. Tôi thấy là trời đó cơ, ngồi mà vô cái chùa mà đốt nhang mít trời rồi lại đổ mồ hôi luôn, mà không biết cầu cái gì không biết. Mày nói cái nó sân à, nói sao nó chửi mình. À, mình phải hiểu thế giới này nó vậy, đã văn minh rồi thì phải sử dụng cái trí tuệ văn minh. Bây giờ không lẽ hồi xưa không có xe hơi thì phải đi bộ cỡ ngựa, chứ bây giờ đã có xe hơi, có xe ô tô đủ thứ, xe máy đủ thứ rồi còn ngồi đó đi lê thê cái giò sao được, làm sao được. Rồi hỏi tiếp đi. Có lần con nghe bác nói cô hồn là đệ tử của ông thần, con chưa hiểu rõ chỗ này, xin bác giải thích thêm ạ. Cái này không trả lời để được. Hiểu cái này tờ ơi, nghe cái này thì làm ơn nín cái miệng lại, tôi nói cho nghe thôi, chứ vì cái này thì không nói trực tiếp được. Đó ta dạy cho mình thì mình cố mình nghe, đưa cái này ra hỏi cái chuyện giữa bá quan văn võ vậy thôi, ta chịu nổi đập cho chết luôn. Rồi bỏ câu này đi. Thưa bác, con giúp được một người theo pháp môn Thiền Tông và con cũng giúp họ làm hồ sơ truyền bí mật Thiền Tông. Nhưng người sơ kiểm thiền lại nói rằng đã gọi điện chia sẻ với bác ấy và bác ấy chưa hiểu những cơ bản của pháp môn Thiền Tông. Và người sơ kiểm thiền này chưa gửi hồ sơ của bác ấy vào chùa. Vậy thưa thầy, có phải người sơ kiểm thiền này đã ghét con và không muốn cho con tạo công đức không ạ? À? Đừng có suy nghĩ vậy. Bây giờ mình gửi cái đó không được thì mình gửi trực tiếp. Thấy không? Ví dụ mình ở trong cái hệ thống thiền tâm thất đó mà ta không được thì mình gửi, mình nhờ bạn bè hỏi chứ bây giờ tôi làm vậy có được không? Được thì gửi trực tiếp vô chùa coi rồi trả lời sao? Trả lời chùa nguyên tắc vừa nhận được người ta báo ta đã nhận được rồi, còn cái kiểm thì người ta sao? Tất cả hiện giờ tất cả hồ sơ đến chùa đều trở lại báo biết đã nhận rồi, còn vấn đề kiểm hồ sơ từ từ tùy theo, thấy không? Chứ đừng có nghi ngờ người ta vậy, không nên. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, ngày 14 tháng 12 vừa qua con xem trên truyền hình VT6 được biết chùa Thiền Tông Tân Diệu được chính phủ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam và được cấp bằng công nhận là thành viên của tổ chức UNESCO Việt Nam. Con rất mừng. Vậy thưa bác, cho con hỏi tổ chức UNESCO hoạt động trên lĩnh vực gì và khi là thành viên của tổ chức này thì chùa Thiền Tông Tân Diệu được hưởng quyền lợi và lợi ích gì ạ? Bây giờ trả lời cái này nè. UNESCO là một cái hội gọi là các hiệp hội liên hiệp UNESCO Việt Nam, thì nó gồm có là văn hóa, vật thể, phi vật thể, là cái hội đó. Thí dụ cái chùa này đó là cái chùa Thiền Tông, nó rất đặc biệt gọi là vật thể. Những cái bảng đá mà nó treo ở đây là gọi là có chữ có nghĩa đàng hoàng gọi là vật thể. Còn những cái mà người ta giải thích về vô hình gọi là phi vật thể, đó là UNESCO. Nó treo thì nó gồm có văn hóa và hiện vật và cái không hiện vật. UNESCO là cái gì? Mà cái UNESCO này không phải là chính phủ, phải xác nhận này, không phải là chính phủ. Đây là một cái tổ chức. UNESCO là cái thế giới, nó có cái tổ chức UNESCO thế giới. Việt Nam mình có thành lập một cái hội UNESCO Việt Nam và trực thuộc Liên Hợp Quốc thế giới. Vì thế mà tất cả những cái chuyện gì UNESCO xác nhận thì đều báo cáo lên UNESCO quốc tế, chứ không phải của chính phủ. Nên nhớ là UNESCO không phải của chính phủ mà trực thuộc Bộ Ngoại giao quản lý. Nó không nằm ở chỗ này, gọi là một cái hội đoàn thôi. Mình phải hiểu vậy. Chính phủ là cái gì? Là trực thuộc chính phủ thành lập, mà cái này là do tổ chức cá nhân thành lập tự sản tự tiêu, vô tự sản tự tiêu rồi tự vận động kinh phí để mà hoạt động.
chứ không phải chính phủ. Còn cái mà ở trong này cái di sản đó là tôi nói gồm, thí dụ chẳng hạn như còn ở đây mình có cái chùa Thiền Tông đặc biệt thì người ta mới, ủa cái chùa này tại sao mà dễ, dám giải cái này. Ta đến ta kiểm tra, nó thấy nó lạ, nó đúng. Tại làm sao cái chùa, không có cái chùa nào mà có cái chùa thơ giống như cái chùa Tân Diệu này. 36 vị tổ là nó gồm 2014 câu kệ, chưa có cái chùa nào lớn như vậy. Còn mà Thiền Sư Ni Đức Thảo để lại là trên 200 câu kệ, Đức Phật Thích Ca để truyền theo dòng Thiền Tông trên 600 câu kệ, đó đầy đủ. Còn Phật gia hiện giờ là 2.115 người, có người cả ngàn câu, 800, 700, trăm mấy, 200, 50, 30 có. Thì nếu mà bổ đồng một người, Phật gia hiện giờ là 2.100 mấy đó, thì họ, nếu mà tính một người bổ đồng 40 câu kệ đi, trên 80.000 câu kệ. Vì thế mà UNESCO nó mới đến nó tìm hiểu, vì nó coi trên cái mạng. Thứ nhất là tại làm sao cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mỗi một tuần có cái truyền thiền và cái giải đáp, nó mới theo dõi cho cái này nè. Thì ông chủ tịch UNESCO Việt Nam ông mới theo dõi, ông mới cho phóng viên hoặc là chuyên viên đến kiểm tra đúng sự thật vậy không. Thì ông đến kiểm tra đúng sự thật, vì thế mà ông đề nghị là chùa Thiền Tông Tân Diệu lập hồ sơ, tôi công nhận anh là dân di sản văn hóa Việt Nam. Đó là lý do vậy, thấy không? Thì trong khi đó hội Việt Nam mình có cái hội di sản văn hóa Việt Nam, còn kia là di sản các hội văn hóa của UNESCO, nó hai cái hội khác. Thành ra cấp cho cái chùa này là một kỷ niệm chương và một cái bằng khen và một cái mặt trống đồng của quốc gia làm kỷ niệm. Thì cái chuyện này tôi sẽ trình bày ra vào ngày 5 tháng 1 tới đó, thì tới đây dự. Thì trong cái dịp này tôi có sẵn, tôi có trình bày, tôi tặng cho tất cả những người mà tu theo đạo Phật 6 pháp môn tu, cách thờ, cách tu và cách chứng đắc đó. Thì ai muốn thì về sau nó đăng ký với cái ban tổ chức, người ta phát cho một quyển hai quyển cũng được. Ví dụ anh đi mà người nhà muốn xin lại ta cho à, nhưng mà xin sớm còn xin muộn hết à, vậy đó. À, rồi nếu hết nhu cầu thì đề nghị là người ta sẽ in thêm để cho. Đó là cái di sản này là cái di vật, cái tài sản để lại cho quốc gia, gọi là di sản. Phi vật thể là mình không thấy, còn vật thể là thấy được hình thể. Chùa bản là vật thể, phi vật thể là nói ra mắt. Bữa nay là nói chuyện phi vật thể nè, ai hỏi gì tôi trả lời nấy, mất gọi là phi vật thể. Còn vật thể, cái chùa này tu thiệt, tu thành Phật à. Cái chùa này không có chùa nào dám để tu thành Phật, mà chùa Tân Diệu dám để tu thành Phật. Thấy không? Đó là cái vật thể là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp. Vị Đặng Đại Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi như sau: loài thần thích những gì ở trái đất này? Đó, thần này đâu có thích gì, là thần là nên nhớ rằng là thần có cái nhiệm vụ. Cái thời mà bắt đầu thời nó có bốn đẳng cấp. Cái thời kỳ mà đồ đá nó chuyển qua đồ đồng, qua đồ đồng là con người bắt đầu có chữ viết. Thì với chữ viết gì, cái chữ viết mà có kiện tụng tranh qua tranh lợi, thần mới lập đạo, gọi là thần chủ thế giới, có nhiệm vụ lập đạo để hù mấy cái ông, mấy cái ông gian tham này, chứ không có gì, chứ ổng không có giết ai đâu, ổng hù thôi. Rồi cái thần thì nó có cái loại mà coi bằng thần chủ của mỗi quốc gia, có bổn phận là tiếp nhận tánh Phật từ Phật giới vào trong cái thế giới này nè, để gì? Mượn thân là tính người, tạo công đức và tạo nghiệp. Còn thần thừa hành là có nhiệm vụ là thực thi nhân quả, theo sát và thực thi nhân quả.
Đó là có vậy thôi, bốn cái đẳng cấp. Còn thần dung là có bổn phận là trung gian và lập miễu. Nhớ là nhớ thần dung là lập miễu thờ mấy ông thánh đó. Đó là thần đình miễu đền đó, thần là thành lập cái này. Nhưng mà ông phải ông lập, mà ông mượn xác người ta lập. Ông mượn xác ông đó là ông ẹ hẹ quậy quậy gì đó, trèo lại ta là xứng gì đó rồi lập, lập cái miễu. Rồi mà cái bắt đầu là làm những cái hiện tượng mà linh đó, để người ta tin, tin để tới cái miễu nó ta cúng, có vậy thôi. Nhưng mà cái mà thiêu dệt thêm là cái ban bệ đó, ban bệ nó mới xây dựng thêm để chi, nó dụ người ta đông. Chứ sự thật ổng cũng không muốn làm cái này, nhưng mà tại vì nó cái thế giới vật lý này mà thấy, giống như bây giờ mình ra mình làm được gì thấy người ta coi đông quá, nó bắt đầu mình thiêu dệt thêm để chi thu hút tiếp vậy thôi. Đó, thần là có nhiệm vụ đó, chứ không có cái nhu cầu gì. Đó, thần nó có bốn đẳng cấp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Muốn loài thần ủng hộ con người thì cần làm gì ạ? Thần làm gì có ủng hộ, nhiệm vụ người ta làm ủng hộ. Mà muốn ủng hộ là phải thánh, thánh ủng hộ, thần hoàn toàn không ủng hộ. Thần là giống như cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ của người ta thôi, chứ gì người ta làm nhà nấy, không có sơ sót cái gì đó. Đó, còn muốn mà ủng hộ là mấy ông thánh đó. Đó, ông thánh mới ủng hộ mình thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Loài cô hồn thích những gì ở trái đất này? Ăn, danh, cái gì đó. Cô hồn có hai loại, ăn, danh, rồi nhiều đó thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Khi con người suy nghĩ làm gì mà có sự ủng hộ của vô hình thì làm sao phân biệt đó là do loài thần ủng hộ hay là loài cô hồn ủng hộ? Thần đâu có ủng hộ, ta nói thần không ủng hộ, thánh ủng hộ thôi. Đừng có suy tưởng là ông thần, mà là có thánh ủng hộ thôi. Làm cái gì thánh? Thánh nó cũng có bốn đẳng cấp. Mà cái đẳng cấp thứ tư mới là thứ dữ à, thứ mới làm nhiều chuyện à. Còn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba là ít lắm. Rồi hỏi tiếp đi. Làm sao để phân biệt được sự linh thiêng huyền bí là do cô hồn tạo ra và do loài thần tạo ra? Thần đâu có vụ linh thiêng huyền bí. Có nghĩa là thánh á, nó có mấy đẳng cấp tùy theo cái mức độ của nó. Làm lớn, ví dụ chẳng hạn như cái miễu mà nó lớn đó, là thánh dùng mà. Mình nhớ là miễu lớn là thánh dùng mà. Còn nhỏ là thánh thừa hành đó. Mình hiểu căn bản vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông hằng ngày cần làm gì để không bị ảnh hưởng đến loài cô hồn ạ? Phá người ta làm chi, của mình đói ăn mệt ngủ, chuyện của mình làm chuyện thánh làm kệ người ta. Đói ăn mệt ngủ, đừng đi phá ổng, ổng làm gì chuyện của ổng. Ai có hỏi khen tới ổng, thứ nhất là ổng khoái tiếng khen, đừng có chê. Thấy không? Nó linh lắm, ổng linh lắm, nói vậy thôi. Tức là ổng mừng, ổng khoái mình. Thấy không? Mình đừng có khi nào đừng có chê, đừng có xen vào cái cõi. Nó thật á, cái cõi mà vô hình đừng có xen vô, là cái cõi đó nó đa năng lắm, nó muốn giết mình lúc nào chứ. Mình đụng tới nó coi chừng, đừng. Mình bởi vì tại sao mấy cô hồn mà Đức Phật gọi là thánh? Bởi vì trong ổng dạy á, ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ, mà tại sao ổng gọi là thánh? Ổng cũng phải nể, ông Phật cũng phải nể. Thì mình, ông dạy mình cũng phải nể như ông Phật thôi. Phật mà còn nể như thánh chứ đừng. Vì sao? Ông Phật là Phật, nhưng mà ông hồi đó ông cũng dưới quyền tay tôi kiểm soát nè. Bây giờ ông tạo được, ông giọt ra khỏi tay tôi, ông là người toàn năng chứ. Hồi xưa tôi cũng theo sát ông mà, tôi thực thi nhân quả ông mà. Nó hiểu vậy. Vì thế mà một vị Phật mà đã thoát ra được rồi cũng phải sợ. Hồi xưa mình rồi cũng lính ông chứ không ai đâu. Rồi giờ mình hên là mình thoát ra được thôi. Vì thế mà đừng có khi nào chọc mấy ông thánh. Thần thánh thôi,
xá thì đừng có lại, còn không xá thì làm ơn né, đừng có tới tới cái thế kẹt cũng phải xá luôn á, có thiệt không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi đến các chùa vật lý, con thấy các chùa đều có thờ Phật và tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng đó là tướng, còn tâm là do thần nhập tượng. Vậy con vào chùa không lạy mà xá chào thì công đức con có bị bôi đen không ạ? À? Xá không bị bôi đen mà quỳ lại bị bôi đen. Nên nhớ là xá không bị. Thấy không? Xá nhưng mà nó đừng có khung cái đầu. Khung đầu ổng vuốt cái đầu. Giống như con nên nhớ là hai người bắt tay. Anh đứng tôi cũng đứng tốt. Còn anh đứng tôi ngộp là anh vỗ cái đầu tôi là thua, thua anh một đẳng cấp. Nên nhớ vậy, phải hiểu thế giới vật lý này. Anh cúi đầu với người ta là anh đầu phục người ta rồi. Thì người ta được quyền sai anh. Anh dưới cơ tôi một cơ thì tôi được quyền sai anh. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, cúng dường xây chùa, những nơi bảo tồn văn hóa tâm linh ở chùa vật lý, bảo tồn tượng Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tông có công đức có bị bôi đen không ạ? À? Vật lý mà làm gì có công đức. Cái chùa vật lý mà thờ ông Trần Nhân Tông là phước đức thôi. Về chùa vật lý không có khi nào nói được cái tinh hoa của ông Trần Nhân Tông ra. Thấy không? Duy nhất Trần Nhân Tông mà thờ ở trong Thiền Tông thì mới nói cái tinh hoa của ông Trần Nhân Tông. Thì ai làm được cái này thì có công đức. Còn chùa vật lý thờ Trần Nhân Tông là có phước đức, nhớ là phước đức thôi, chứ không có công đức. Vô vật lý không có gì phước đức. Vật lý nó có hai đức, một là phước đức, hai là đức ác. Có hai con đường đi, rõ ràng. Thấy không? Rồi con. Còn cái vấn đề mà cái chùa Thiền Tông nó cũng có cái đức công đức và siêu ác đức. Đó nó mạnh vậy đó. Một là công đức về, hai là siêu ác đức chui vô. Vô với cái hầm nào đó thì biết. Đó. Vô thì bởi vô đây nó vậy nữa. Một đi máy bay thì nó bay về nhà rất nhanh. Hai nó rớt xuống một cái là tan thân mất mạng luôn á. Còn cái kia đi xe thì không sao, nó chậm chút nhưng mà có thể gãy giò luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong Thiền Tông Đức Phật dùng điện từ âm, điện từ dương và điện từ quang để giải thích sự vận động của thế giới vật lý. Điện từ ở đây có nghĩa là gì? Có giống điện từ trường không ạ? À? Điện từ trường là cái đi của nó, cái vận hành của nó là điện từ. Còn cái điện từ âm dương là nó liên tục nó cháy để nó phát ra, mà trong cái phát đó nó cũng không phải là giống như cái dòng nước nó chảy, mình tưởng là nó một cái dòng, chứ sự thật nó từng cái hạt nước ở trong đó nó, mà trong cái hạt nước người ta gọi là hạt nước, còn cái trong cái điện từ nó gọi là làn sóng ngắn. Thấy không? Mà hiểu. Còn bây giờ á, nên nhớ một điều á, cái điện từ âm dương này nó lấy từ trong cái điện từ quang. Điện từ quang nó quay thì cái thằng nào mà nó quay hướng lên á, là dương, thằng nào nó quay kéo xuống là âm. Vì hai cái âm dương này mà nó sanh hóa được, vì thế mà người ta gọi là điện từ âm dương để nó sinh hóa. Mình phải hiểu cái thế giới này. Ba thứ này giống như bây giờ nè, nước trong đất, hai nơi, mà hai thứ nó quậy nhào á, thì vô cái nào mà quay á, thì nước mà nước trắng nước đục là âm dương, dương hay là âm nó cũng đều có cái điện từ dương ở trong đó. Nó nhiễm nặng nhiều đó là âm, mà nó nhiễm nặng ít thì nó là dương vậy thôi. Thì bởi vì tôi nói là thí dụ trong cái giữa biển Thái Bình Dương, nó là
trời quang mây tạnh, nhưng mà nếu nó có cái bão nó quay trở lại thì nó cuốn hút, nó trở thành cái cơn bão. Cuốn hút đó là cái gì? Là do điện từ âm dương nó hút, nó cuốn, nó trở thành một cơn bão. Đó. Và nếu cơn bão nó dừng lại sao? Thì nó điện từ quang, có vậy thôi. Vì cái bão mà nó quay, nó cuốn hút á, thì nó hút nước lên hoặc hút đất, hút đá lên. Đất, đá, nước chính là âm đó. Còn cái không khí trên đó là dương đó. Đó, mình phải hiểu phân tích cái này nè. Cái này nó không có lạ vậy trời. Mình phải hiểu được cái nguyên tắc này thì mới hiểu được cái đạo Phật, Thiền Tông. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật hay dùng chữ quang và chữ thọ. Vậy chữ quang, chữ thọ có nghĩa là gì? Có liên quan đến không gian và thời gian trong khoa học hiện nay hay không ạ? Ở trong kinh A Di Đà nó có cái kinh là vô lượng quang, vô lượng thọ là cái gì? Vô lượng quang là nó vô lượng cái ánh sáng đó. Thấy không? Ánh sáng này là nó điện từ quang đó. Còn vô lượng thọ là nói cái gì? Là nói cho cái tánh Phật nó sống hoài, nó không có sống, nó không có chết. Còn cái quang, ánh điện từ quang nó sáng hoài, nó không có tối, là gọi là vì thế mà kinh vô lượng thọ, vô lượng quang. Kinh A Di Đà nó phải có hai cái quyển này. Có nhiều người không biết họ tụng cái kinh vô lượng thọ không, họ không biết cái kinh vô lượng quang. Một vị Phật muốn thành thành nó phải ba cái: vô thượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Phải ba cái này mới thành thần một vị Phật được, thiếu một cái không thành Phật được. Đó, mình phải hiểu thế giới này. Còn nếu mình hiểu sai thì tất nhiên là mình tưởng tượng thôi. Chứ đạo Phật nó, tất cả những gì mà tổ chức đạo Phật hoàn toàn nói rất khoa học và thực tế, chứ không có mù mờ. Kể cả văn, kể cả kêu bằng cái vô hình, người ta cũng giải thích rõ ràng nữa chứ không phải không. Bởi vậy Thiền Tông mới giải thích cái này, chứ còn ngoài cái Thiền Tông không có chùa, không có cái đạo nào mà dám giải thích cái chuyện này. Mà thứ nhất, đạo thì đi vô tâm linh, chết là chết tâm linh. Vì thế mà dù nói cô cũng nói hay di sản gọi là văn hóa tâm linh. Văn hóa là lời nói, tâm linh là không thấy hình. Chính cái di sản mà còn chưa hiểu nổi cái tâm linh là cái gì. Đó, mà nhưng mà cái chuyện đó của người ta mình vô thì thôi mình cũng không nói. Chừng nào ông hỏi tôi nói cho nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Phật gia Trịnh Thị Năm có hỏi như sau. Con cho một người mượn quyển Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Lúc đầu họ đọc và họ khen hay. Sau đó họ nói với con là đừng có tưởng và đừng có tin và nghe theo lời thầy nói. Con im lặng và xin lại sách, nhưng họ không muốn trả. Như vậy họ không trả sách cho con mà họ dùng sai mục đích, thì con có bị nhân quả gì hay không ạ? Có, chắc chắn bị có. Tu Thiền Tông phải bậc trí tuệ. Bởi vì tôi nói là trước khi đưa vào vô một quyển sách của người đó đó, tôi sách này không phải của tôi mượn của người ta, tôi đọc thấy hay, chị mới tôi cho chị mượn, ba ngày chị trả lại tôi. Đồng ý mới lấy, còn nếu mà không đồng ý tôi không được. Bây giờ tôi hứa cho chị ba ngày, thì ba ngày chị phải trả lại tôi. Bởi vì mình theo dõi cái cử chỉ người ta, nếu mà người ta thích năn nỉ thì cho. Còn người ta lại có một cơ hai ba ý thôi, làm ơn rút lui im rồi lấy sách lại mới là người ta thích. Còn nếu mà để người ta sử dụng cái sách mà ta làm tầm bậy là mình chịu, mình không tu mà không trí tuệ, mình phải bị cái nghiệp nó thiệt. Rồi con hỏi tiếp đi. Chữ hằng tri và tri vọng giống nhau và khác nhau như thế nào? Chữ hằng là hằng biết, tri hằng biết, tri là biết vọng. Thấy không? Biết vọng nó khác, còn hằng biết nó khác. Kêu là biết gì là thường biết, thường biết đó, là hằng biết. Còn tri vọng tôi biết tôi có vọng, nó khác. Một ý nghĩa nhưng mà nó khác cái thời gian và cái thành tựu của nó. Rồi câu hỏi tiếp. Hết thôi.
Hiện tại cũng đã hết câu hỏi, xin dừng cuộc hải đáp ngày hôm nay. Rồi. Nhanh lên đi. Coi trường ở tắt ở trong đó. Lục. Dạ con kính chào bác Mỹ Nhân ạ. Dạ con nói bác có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ. Dạ. Dạ thưa bác, con tên là Thu Hồng ạ. Hôm nay con đến con xin phép bác là giải đáp cho con một số câu hỏi liên quan về ba bài viết mà con đọc trên trang thường chiếu.net của Thiền viện Thường Chiếu ạ. Ba bài viết đó bao gồm là một bài tên là Thiền Đạo Yếu Học do Thiền sư Pháp Loa viết, một bài là về chứng đạo ca của Thiền sư của Thiền sư Huyền Giác, và một bài dạy về điều phục căn ý của sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Bây giờ con xin phép bác là cho con đặt những câu hỏi liên quan về bài viết là Thiền Đạo Yếu Học của Thiền sư Pháp Loa ạ. Dạ thưa, câu đầu tiên của con là con trích trong bài viết này có một câu như thế này. Thiền sư Pháp Loa viết: Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài không thông Phật Pháp, tự xưng là tu hành vậy, tu hành là cái đạo gì? Vậy thưa bác, Ngài Pháp Loa muốn nói với ai và muốn nhắc nhở điều gì ạ? Cái này nếu mà nói về trả lời thì cũng không nên. Nhưng mà cái ý của Ngài Pháp Loa đó, bác sẽ trả lời con nhất còn mấy cái bài sau đó, thì con nói thì bác sẽ nói cho nghe. Ông trách rằng mình đi tu để làm cái gì? Tu để giác ngộ giải thoát mà tại sao không biết? Bỏ cha bỏ mẹ vô chùa để làm cái gì? Ông trách vậy thôi. Ông Pháp Loa ông trách con người đi tu hành đó, phải không? Ý vậy thôi, bắt nó ngắn gọn thôi. Rồi con hỏi cái câu thứ hai đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con cảm ơn bác. Xin phép con hỏi tiếp. Ngài dạy tiếp như sau: Bo chấp tình thầy trò, không thể cởi bỏ, không phượt trở lại tìm phượt, không trói lại cầu trói, chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chẳng sợ trầm luân, hoặc đắm mê danh vọng, hoặc tự mình không hiểu biết, ấy là bọn vô minh. Thưa bác, Ngài Pháp Loa muốn ám chỉ ai và muốn nhắc nhở điều gì ạ? Thì ông chỉ những cái người tu theo đạo Phật mà không chịu sáng suốt, mà cái bò cái ôm chặt cái ngã, cái chấp của mình thôi. Thấy không? Mà bảo muốn chửi mấy người đó là bọn vô minh, là cái bọn không sáng suốt. Người ta tổ người ta được quyền chửi cái này chứ mình không dám, mình đừng có lặp, mình lặp lại thì cũng hơi không đúng. Vì người ta tổ, ta viết ra sách thôi, mình chỉ đọc, không đọc cho người khác nghe. Thấy không? Nhưng mà thôi bây giờ có nghe cũng đừng có chấp cái câu này, vì đây là tổ, người ta được quyền, người ta mạt sát mấy cái ông này nè. Thấy không? Còn mình không có được quyền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Ngài dạy tiếp: Là người học Phật trước phải thấy tánh. Thưa bác, Ngài muốn dạy về điều gì ạ? Học Phật thì phải tâm, là ổng nói tâm là chứ dịch sai chứ phải tánh. Minh tâm kiến tánh Như Lai. Học Phật phải minh tâm kiến tánh, cái tâm phải cho sáng, phải thấy được cái tánh Phật của mình mới là học Phật. Ý là nhớ ổng nói vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Ngài dạy tiếp: Người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không có chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Thưa bác, Ngài muốn dạy điều gì ạ? Bây giờ nếu mà con tu mà nó không được phép dụng công, nếu dụng công, đây là mấy ông tổ thiền, thiền tông mới nói thôi. Dụng công là nếu đi theo quy luật vật lý. Thấy không? Vì thế mà trong thiền tông có nhiều vị nói là tu mà được bỏ xong cho rồi, tu ngồi thiền mà được quăng xong cho rồi. Cái này là mấy ông tu thiền tông cũng bắt chước ông Pháp Loa này thôi.
Tất cả thế giới vật lý này vừa dụng công là nó theo quy luật vật lý rồi, không có giải thoát được, thấy không? Bởi vì vì thế mà Thiền Tông nó cấm không cho tu, không cho tu ở chỗ này. Anh tu là anh bị luân hồi, anh tu anh phải có chứng có đắc, mà chứng đắc thì phải ở đây, chứ còn không ra, đã giải thoát, đã chịu giải thoát là đi ra, mà tại sao còn ham chứng ở đây? Đó, Tổ Pháp Loa ý là muốn nói vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Tổ Pháp Loa dạy tiếp: Này các chú, các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ biết cầu danh dự mà chẳng chịu tham cầu đến chỗ cái gì là hạ thủ của Phật, của Tổ. Dạ thưa bác, chỗ hạ thủ của Phật, của Tổ là gì ạ? Cái này là người ta dịch sai. Chứ hạ thủ là dạy, cái gì là dạy của chư Phật người ta hỏi. Chứ hạ thủ có nghĩa là ngồi để tu. Chứ hạ thủ theo cái danh từ vật lý là ngồi để tu, gọi là hạ thủ công phu. Thấy không? Ông Pháp Loa không phải nói vậy, nhưng mà tại vì mấy ông mà không có ngộ đạo, không hiểu cái này, đó, thì mới nói dùng hạ thủ chứ. Để tìm cái gì chân thật của ông, cứ nói thẳng gì đó. Vì thế mà trong kinh nói là anh làm sao mà minh tâm kiến tánh Như Lai thôi, thoát dòng đau khổ ra ngoài trái quang. Anh thấy được cái tánh Phật rồi anh tìm cái công thức đi ra ngoài cái quy luật này. Đó, ông Pháp Loa cũng vậy. Nhưng mà sở dĩ có nhiều người họ dịch sai là tại vì họ không kiến tánh được rồi, họ không hiểu dịch như thế nào cho đúng. Vì thế phải nó bị cái lỗi này vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác, những câu hỏi liên quan về thiền đạo yếu học của Thiền sư Pháp Loa con đã hỏi xong. Bây giờ con xin phép được hỏi về bài chứng đạo ca của Thiền sư Vĩnh Giác ạ. Trong bài chứng đạo ca, con chỉ chú ý một câu duy nhất, đó là Ngài nói rằng: biết là xong, tất chẳng dụng công. Xin bác cho con hỏi, biết là biết cái gì? Làm sao để biết cái điều đó? Và nếu như biết là xong tất chẳng dụng công, vậy những người còn dụng công, tức là những người chưa biết, có đúng vậy không ạ? Cái câu này nó đúng cái gốc của ổng á. Ổng nói là khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Cái câu này là đúng chỗ cái văn học của nó. Có nghĩa là anh biết anh có Phật tánh, anh sống với Phật tánh, anh là cái người sống hoài đó. Còn anh mà sống với tánh người, anh chết rồi nó mất. Thấy không? Đó là vậy. Thành ở trong văn học Việt Nam có nói câu là khôn cũng chết mà dạy cũng chết, biết là sống. Biết sao? Biết về Phật giới mới sống. Còn ở đây á, anh cứ quay hoài, sống chết hoài, sống chết hoài, nó bị quy luật luân hồi. Đây là văn học Việt Nam nói về nhân quả luân hồi. Và một cái biết để trở về Phật giới là nhận ra được cái Phật tánh. Nhưng mà nhận ra Phật tánh này phải đợi khi nào quyền ký công bố ra mới biết. Chứ trước quyền ký công bố, ông Pháp Loa ông cũng mù luôn. Ông biết, ông không giải thích được. Bởi vì giải thích cái này là phải chứng minh bằng khoa học. Thấy không? Cái thời Pháp Loa là bây giờ, cách bây giờ mình cũng là trên 700 năm rồi. 700 năm lúc đó mình vẫn còn đi ngựa hoặc đi bộ, chứ có cái đâu có xe đâu. Thành cái chưa văn minh. Bởi vì Tổ Pháp Loa là cái tổ thứ 35 của dòng Thiền Tông. Ông hiểu hết, ông đọc, ông hiểu nhưng mà không chứng minh được. Rồi về sau này có nhiều vị thầy dịch lại sai, vì ta không có kiến tánh được, người ta dịch nó sai, nó không hiểu được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con đã qua được hai bài viết của trang mạng thường chiếu.net của Thiền viện.net rồi. Bây giờ con xin đề cập tới bài giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là người sáng lập ra Thiền viện Thường Chiếu. Con xin dựa vào bài giảng Điều Phục Ý Căn của Sư Ông Hòa Thượng đăng ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 4, 2019 có một đoạn như sau. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói tất cả chúng sinh đều có một tinh minh, sinh ra sáu hòa hợp. Sáu hòa hợp này quay trở về với tinh minh, đó là bờ giác. Ngược lại, sáu hòa hợp đuổi theo sáu trần, đó là mê. Dạ thưa bác, có phải Hòa Thượng cũng đang dạy Phật về Phật tánh hay không ạ? Vậy nếu đúng là dạy về Phật tánh thì sao Hòa Thượng không nói thẳng đó là Phật tánh mà gọi là tinh minh ạ? Ông dịch tinh minh là ông lấy theo Kinh Viên Giác. Trong Kinh Viên Giác ai cũng có viên giác tánh. Thì Hòa Thượng nói là tinh minh là viên giác tánh. Nhưng mà cái chữ Phật tánh này nè,
Nó khi nào mà quyền ký xuất hiện ra thì mới được sử dụng cái Phật tánh. Mà hồi xưa người ta nói là, bởi vì người ta dịch sai là minh tâm kiến tánh, như là cái tâm mình nó sáng, cái tâm mình không có sáng, thấy không? Mà cái tánh mình nó sáng thì về sai. Còn nói đúng đâu Hòa Thượng á, thì những cái vở trời này nằm ở trong cái những cái thiền sư Trung Hoa. Ta dịch cái này nhiều lắm. Vì ta không, lúc đó ta không biết cái Phật tánh là cái gì. Phật tánh xuất hiện là khi nào giáo lý quyền ký xuất bản ra, người ta mới nói cái này. Vì trong cái câu này là trong cái câu 92 của Đức Phật dạy về tánh Phật. Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Vì cái chân tánh, chứ ngày xưa người ta bảo là chân tâm, nó sai lại cái chỗ này. Thì nói đúng là Hòa Thượng cũng ở về cái thế hệ trước, chưa giáo lý, chưa quyền ký chưa công bố ra, thì Hòa Thượng phải sử dụng cái văn học thời đó thôi. Không? Chứ nếu mà Hòa Thượng sử dụng văn học hiện giờ, người ta không có hiểu. Mà hơn nữa là bởi vì Hòa Thượng đâu có đọc được cái giáo lý, thành ra Hòa Thượng cũng không giải thích sát được. Biết nha, Hòa Thượng Thích Thanh Từ biết được nhưng mà không giải thích sát được. Biết hết nhưng mà sử dụng cái ngôn từ không đúng với cái thiền tông thì nó mới sai. Vì thế mà nó có một cái sai là thiền viện. Cái đáng để thiền tông thường chiếu rất hay. Thiền tông thường chiếu rất đúng. Nhưng mà tại vì ông lấy là được nhưng mà ông không phá nổi được cái màn vô minh mà trước khi công bố quyền ký ra. Đó, thì thành mình cũng không trách được, bởi vì thế hệ mới mà. Nay Hòa Thượng là chín mấy tuổi rồi, gần trăm tuổi rồi. Đây là cái nhưng mà cũng may mắn là cái thiền tông này này, nếu đúng ra một công lớn của Đức của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Linh Từ, hồi năm 1968 ông tổ chức tuyên bố là thiền tông đã đến Việt Nam, 1948, mà trong khi thiền tông Việt Nam đến 1950. Ông biết cái thiền tông đến Việt Nam 1950, mà lúc đó ông là 1968. Ông mới công bố Vũng Tàu là thiền tông đã đến Việt Nam. Đó, 1968. Hồi năm Mậu Thân đó, hồi năm Mậu Thân là chiến tranh ác liệt đó. Rồi, con thắc mắc con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cũng trong bài này Hòa Thượng giảng như sau: như ngồi thiền là để dừng ý thức lại, không cho nó hoạt động. Dùng cách nào, phương tiện nào cũng được, miễn điều phục được ý là tốt. Dạ thưa bác, xin bác hướng dẫn cho con, Hòa Thượng muốn nói ý này là ý nào ạ? Và tại sao phải điều phục nó ạ? Bây giờ đó, nói đúng ra đó, Hòa Thượng hiểu hết, nhưng mà những cái danh từ Hòa Thượng sử dụng chưa có chuẩn xác. Ông muốn điều phục là cái tánh thấy đó, mà hồi xưa ông gọi là cái tâm. Thấy không? Thà phải điều phục. Vì thế mà viết là cái bằng tâm viên ý mã. Tâm là vương, viên là con dượng, ý con ngựa đó. Thấy không? Phải điều phục nó thuần lại. Nó thuần lại để nó hiện ra cái tánh thanh tịnh. Là dụng công tu là rất đúng. Nhưng mà tu để thành cái gì? A-la-hán. Đó không thành Phật được. Vậy lúc đó Hòa Thượng tới đó thôi, tu là rất đúng, thời lúc đó rất đúng. Tu để thành A-la-hán. Nếu mà ngồi điều phục thân tâm là thành A-la-hán. 18 A-la-hán muốn, vì trong 18 A-la-hán thì một ông điều phục một kiểu, trong đó có điều phục cái kiểu này. Nhưng mà nói đúng ra là cũng mang ơn Hòa Thượng là đã khai mở thiền tông. Năm 68 bắt đầu khai thì tới 2006 thiền tông mới bắt đầu nổ rỡ ra. Nổ cho đến khi 2017 mới công bố ra. Dù muốn ông mình uống nước phải nhớ nguồn. Hiểu được thiền tông thì cũng nhờ Hòa Thượng Thanh Từ. Mà con đường mà mở để con đường trắng nhựa thì phải là con đường đá đỏ trước. Đã đi trên đường đá đỏ rồi thì con đường tráng nhựa mới đi sao?
có nghĩa là anh không phủ nhận bất cứ cái gì của tiền nhân để lại. Vì thế mà nói thật, vì cái thời mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, nó chưa chứng minh được cái nền văn minh không gian. Thời Hòa Thượng Thích Từ làm gì có cái điện thoại di động mà có hình. Điện động có hình là mới có mấy năm nay thôi. Mà thời đó ổng muốn chứng minh thì chứng minh không được. Ổng hiểu nhưng mà không có điều chứng minh thôi. Chứ sự thật Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ vẫn ngộ đạo. Ngộ đạo mà tôi nói chỉ ngộ đạo thôi. À, cũng phải cảm ơn. Chứ mình đừng có hiểu này, mình tưởng tượng đây, mình hiểu đây. Chính là nhờ ổng đã tuyên bố khôi phục thiền tâm 1168. Tới bên nay là nhiêu? 50 năm rồi. Đúng, bữa nay là 51 năm rồi. Thấy không? Đó, mình phải cảm ơn. Ổng giảng rất đúng. Nhưng mà này, thời đó không có cái chứng minh, thành ra không có chứng minh được. Chứ bây giờ họ nói, bây giờ nói là Phật là trùm khắp mọi nơi, hồi xưa nói trùm khắp không ai gì hay hết. Mà bây giờ mình nói đây bên Tây nó nghe đó, không trùm khắp là gì. Mình phàm phu nói mà còn trùm khắp không chứ ông Phật nói còn nhiều hơn mình nữa. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bài này Hòa Thượng giảng như sau: ngồi thiền là cốt gỡ dính mắc của sáu căn với sáu trần, chỉ chú ý bên trong. Trong sáu căn đều phục được ý để dừng cho nó chạy theo pháp trần là gốc. Pháp trần là bóng dáng của quá khứ lưu giữ trong tâm ta, do vậy đều phục ý để nó không lôi mình chạy theo. Đó là mục đích chính của người tu thiền. Xin bác giải thích giùm cháu câu này ạ. Bây giờ nói đúng là tôi có đọc cái tác phẩm không? Cái người sao dịch lại là pháp trần là hình ảnh không đúng. Ổng dịch là pháp trần là tiếng nói chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái người sao này dịch sai nè. Cái người in sao này, bởi vì khi mà viết tới viết lui rồi cái người sao sửa tới sửa lui đó, ổng bây giờ ổng chín mấy tuổi thì ổng còn ổng không còn viết được. Chứ nếu ổng còn nhớ ổng vẫn sửa được cái này. À, nên nhớ một điều, ổng viết rất đúng nhưng mà thế hệ sau dễ sai. Vì thế mà nói là pháp trần là hình ảnh, pháp và chùa Thiền Tông Tư Diệu nói là pháp trần là tiếng nói nhỏ. Còn hồi xưa Hòa Thượng cũng viết rất đúng nhưng mà về sau này người viết sai, viết lại nó sai. Chứ Hòa Thượng viết rất đúng. Không? Nói đúng ra Hòa Thượng vẫn ngộ đạo. Nhưng mà không chứng minh được là vì cái thời đó chưa chứng minh được. Ông ngộ đạo 1568 mà hồi đó xe hơi đi vẫn quay mà. Đâu có để mà rửa được đâu. À, đó bây giờ nó khác. 68 này là 51 năm, 52 năm rồi. Cái thời văn minh nó khác rồi. Không? Thì nó đúng rồi. Tôi xác nhận là cái ngày mà ông công bố cái khôi phục thiền tông ở Vũng Tàu tôi có dự. Mà ông nói rất đúng, nhưng mà hiện giờ tôi nói thì tôi rất còn nhiều cái mà bài giảng ông tôi còn giữ lại. Rất đúng nhưng mà về sau này có nhiều đệ tử không biết rồi nghĩ sao đó, rồi viết trật sai, dịch sai. Chứ ông dịch rất đúng, đúng với thiền tông. Nhưng mà có một điều là ông không chứng minh được vậy thôi. Vì cái lý do là cái thời gian. Tôi nói thật á, bây giờ cái chùa Thiền Tông này mà ra đời mà người ta hiểu là cũng nhờ ông Hòa Thượng Thanh Từ. Hồi xưa mà nghe nói Thiền Tông là chỉ ông Thanh Từ chứ có ai đâu, chùa Tân Diệu làm gì có Thiền Tông, ai biết. À, mà mới biết Thiền Tông là 2017 thôi. Mà cái tiếng Thiền Tông nó nở ra là tự do nhờ Hòa Thượng Thanh Từ 51 năm về trước. Thì nói đúng dù muốn không là cũng bái sư phụ, cũng cảm ơn ổng. Chứ là sao không cảm ơn? Bởi vì ổng đang con người mà mở đường mà. Mở đường thì cái ban đầu làm sao nó con đường đẹp được. Mà cái người đi sau mới là tráng nó đẹp hơn thôi. Chứ cũng là mình lấy cái nền tảng này. Từ cái nền tảng Hòa Thượng Thanh Từ mà mới đưa cái thiền tông này nó đi trở thành là bóng loáng như bây giờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi cuối cùng của con là trở lại với lại bài giảng của Thiền Sư Pháp Loa. Thiền Sư Pháp Loa dạy người tu tập thiền định không được chấp dụng công. Ngài Thiền Sư Vĩnh Giác thì lại nói biết là xong tất chẳng dụng công. Còn Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng ngồi thiền là cố gỡ dính mắc của sáu căn với sáu trần. Dạ thưa bác có thể giải thích cho con cái chỗ mâu thuẫn này. Vậy
bản thân Hòa Thượng có ẩn ý gì khi mà lời giảng của Ngài lại hướng người ta về dụng công à? Bây giờ thì con nên nhớ một điều á, thời đó mà nói về mà tu không dụng công không ai chịu nổi. Vì thế mà Hòa Thượng mới bày ra phải dụng công. Để chi? Để nó đáp ứng được cái thời khi công bố quyền kỳ ra. Quyền giác hay là pháp loa nó cũng đều nằm ở trong cái này hết. Nhưng mà mỗi người ta độ chúng sanh bằng một kiểu. Phải không? Mỗi một người, bởi vì Đức Phật giúp con người ta ngộ đạo. Tại sao mà ngộ bằng cái lỗ tai, ngộ bằng con mắt và ngộ bằng cái ngửi? Nó cũng là ngộ đạo. Vì thế mà trong con thấy là 36 vị tổ thiền tông vẫn ngộ đạo, mỗi ông ngộ một kiểu, mà kiểu nào cũng là ngộ. Thì Hòa Thượng Thanh Từ, pháp loa và Vĩnh Gia Huyền Giác cũng một ông, một cách thôi, nó cũng đi theo, kêu bằng chung quy về một mối. Trăm sông cũng chảy ra biển. Giờ con suy nghĩ đi, một ý con muốn về biển thôi, thì con sông nào cũng ra biển chứ. Chứ đâu nó, tôi đi Cửu Long rồi tôi đi Đồng Nai rồi tôi đi sông Hồng, không đúng. Cái nào cũng ra biển hết. Đừng có nói ông đi sông Hồng sai mà đi câu Cửu Long nó sai. Đúng, không phải. Trăm sông chảy về biển. Đấy, mà biển là vị mặn. Phật tánh là cái gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang. Có vậy thôi. Anh đi đường nào cũng ra cái này thôi. Thì mình cũng không trách, chứ mình đừng có bắt lỗi những cái danh từ của mấy người xưa nói. Vì thời đó chưa, thời đại văn minh chưa có, thành ra người ta không phân tích được. Chính ông thật, ông Phật còn không nói được. Thì ông Phật là gì? Thủy tổ của Thiền Tông, là đầu tiên của Thiền Tông mà ông không nói được. Rồi mấy ông tổ đi theo thì cũng vậy thôi. Có cái lần lần nó tiến bộ lên. Mà tôi nói thì cái Thiền Tông này là cái công lao lớn nhất của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ khai mở cái Thiền Tông này. Vì thế mà để chi? Để cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mới công bố được ra. Tôi còn nhớ đó, khi mà tôi công bố cái huyền ký này, cái Thiền Tông này, tất cả các tôn giáo hỏi tôi, chứ tôi tu theo ai? Tôi nói tu theo Hòa Thượng Thanh Từ. Nó cho liền, nó ký giấy vô. Chứ nếu mà nói tôi tu theo ông Trần Nhân Tông nó dẹp liền. Bởi vì ông Trần Nhân Tông đã qua rồi, còn ông Thanh Từ hiểu giờ còn sống rồi nè. Nói ổng là Phật sống đó. Mà không nương ông này làm sao công bố cái này ra. Thì bởi vì cái thời buổi đó cũng như cha mẹ mình đi làm ruộng. Hồi xưa cha mẹ mình làm ruộng thì phải cuốc, hoặc là trâu nó cài. Chứ mà giờ mình thì cũng mình làm ruộng, nhưng mà nó nhờ máy, nó cũng vậy, nó cũng làm ruộng thôi. Nhưng mà tùy theo thời gian, cái gì cũng lấy ra hạt lúa cho mình sống thôi. Thấy không? Thành ra giữa Hòa Thượng Thanh Từ, Diền Giác và Pháp Loa cũng là một hiểu thôi. Nhưng mà mỗi người ta diễn tả một cách. Thấy không? Mình đừng có kêu bằng suy nghĩ không tốt về mấy ngày. Có vậy thôi. Nãy anh nào muốn hỏi thêm á? Dạ con xin cảm ơn bác ạ. Và cũng nhân là buổi giải đáp ngày hôm nay để con hiểu thêm về cái công lao của sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Cũng nhân là cái buổi giải đáp này nó sửa được lên mạng, cho nên con cũng nhân đây cũng xin được gửi lời cảm ơn công lao, xin tạ ơn công lao của sư ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Và cũng xin kính chúc Hòa Thượng được an khang. Và con cũng cảm ơn bác rất nhiều ạ. Dạ. Nãy có anh nào đưa tay muốn hỏi đó. Chắc về rồi hả? Không hả? Thì kết thúc rồi. Alo. Vì không ai hỏi nữa thì xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay ạ.